người ta cố gắng làm một cái chức năng là đi mô phỏng tâm trí của con người. Đa phần những cái phần mềm truyền thống là nó chỉ làm những cái bước xử lý nào đó, những cái chương trình xử lý nào đó mà có tính chất là có một số bước nhất định mà chúng ta thiết kế ra nó. Nhưng mà với cái dạng phần mềm mới và là trí tuệ nhân tạo thì lần đầu tiên người ta đi mô phỏng những cái tâm, những cái thứ gọi là tâm trí của con người. Và đấy là một cái tính rất là đặc biệt của nó. Và nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nó cũng chỉ là phần mềm mà thôi. Vì thế nên là ta cũng có thể dùng nó như là những cái phần mềm khác mà trước đây chúng ta đã rất là quen thuộc. Thì tuy nhiên là khi mà nói đến câu chuyện tâm trí, mô phỏng tâm trí thì chúng ta có thể thấy là đây là một vấn đề rất khó. Bởi vì có nhiều khi là chính chúng ta cũng không hiểu hết được tâm trí của chính mình. Chúng ta rất khó để hiểu hết tâm trí của những người khác. Và vì vậy chuyện đi mô phỏng tâm trí của con người là chuyện rất là thách thức, rất là khó khăn. Và khi mà nói đến tâm trí thì chúng ta lại có thể nhìn nhận một chút, tức là thông thường người ta hay nói chuyện là con người có thân và tâm, có thân thể và tâm trí. Thân thể thì là chúng ta rất dễ cảm nhận những cái thứ xung quanh chúng ta, những cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta mở mắt thì chúng ta thường là quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu mọi người nhắm mắt lại một chút, mọi người tĩnh tâm, mọi người thở đều một chút thì mọi người sẽ dễ dàng bắt đầu đến những cái tâm trí của mình. Và chúng ta sẽ thấy là trong đó có rất nhiều sự tưởng tượng. Nó miên man và nó rất là sâu, rất là khó mô phỏng. Thế thì thân thể và tâm trí chính là hai cái đối tượng của cách mạng công nghiệp. Mấy trăm năm vừa qua, hơn 200 năm vừa qua thì con người phát triển đến cuộc cách mạng công nghiệp và thuần túy là cố gắng đi mô phỏng những cái sức mạnh của thân thể và của tâm trí nhân loại. Làm thế nào để chúng ta có thân thể khỏe mạnh hơn qua những cái cỗ máy, và làm thế nào để chúng ta có tâm trí mạnh mẽ hơn thông qua những hệ thống tính toán, hệ thống giao tiếp về thông tin, và thậm chí bây giờ là mô phỏng cái tâm trí của chúng ta. Thế thì bốn cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra rồi, và đến bây giờ là chúng ta đang đứng giữa cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thế thì mời mọi người nhìn lại những cuộc cách mạng công nghiệp cách đây khoảng hơn 200 năm, khi mà ở nước ta thì vẫn là thời của vua Quang Trung đi đại phá quân Thanh, thời của vua Gia Long đi thống nhất đất nước. Thì ở châu Âu, những cái quốc gia bé như Việt Nam, họ đã bắt đầu thực hiện cách mạng công nghiệp. Họ chế tạo ra những cỗ máy hơi nước, những cái cỗ máy mà nó có thể to bằng cả tòa nhà 2 tầng và đốt than đá để quay những cái tuốc bin, quay những cái lò hơi. Nhưng đổi lại thì cái sức mạnh của nó bắt đầu vượt xa so với những cái con vật nuôi mà trước đấy con người sử dụng để giải quyết công việc. Ví dụ một con ngựa thì người ta hay đo là thời đó người ta hay và đến bây giờ cũng vậy, đo công suất các cỗ máy bằng mã lực. Vì người ta so với con ngựa, so với sức mạnh của một con ngựa. Thế thì một con ngựa thường là sức mạnh nó khoảng 15 mã lực. Trong khi một cái cỗ máy hơi nước thì có thể hàng nghìn, hàng vạn. Thậm chí đến bây giờ chúng ta có những cái cỗ máy hơi nước mà mạnh bằng hàng trăm nghìn mã lực. Những con tàu kéo trên biển. Thế thì khi mà thực hiện phát minh ra được những cỗ máy như vậy thì người châu Âu, người ta bắt đầu biến đổi xã hội của họ. Những cái quốc gia rất nhỏ như là Anh hay Pháp chỉ bé bằng diện tích Việt Nam thôi, nhưng mà họ bắt đầu có một cái sức mạnh lớn và họ đi thuộc địa hóa toàn cầu. Sau khoảng độ 80 năm thôi thì nước Anh biến thành một cái quốc gia mà mặt trời không bao giờ lặn, tức họ có thuộc địa trên khắp toàn cầu. Nước Pháp thậm chí đến tận Việt Nam để thuộc địa hóa, để xâm lược. Và những người châu Âu họ cũng không dừng lại ở đó, chỉ sau đấy cũng khoảng 80 năm thì người ta bắt đầu thực hiện cái gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ hai bằng những cái dấu mốc là họ làm chủ năng lượng điện, phát minh ra những cái loại động cơ điện cũng như những cái máy phát điện. Những cái loại động cơ điện thì nó khỏe hơn động cơ hơi nước rất nhiều lần, khả năng gọi là sinh ra nhiệt của nó cũng rất lớn, vì thế giúp người ta nung chảy những cái loại quặng, giúp người ta tạo ra những cái cỗ máy làm bằng sắt thép cực kỳ to lớn, và thậm chí là giúp cho những một loạt những cái quốc gia đi sau trong cách mạng công nghiệp bắt đầu phát triển mạnh như là Đức hay là Nhật Bản hay là Ý. Và cuối cùng là những cái quốc gia đi sau xung đột với những cái quốc gia phát triển trước và tạo ra chiến tranh thế giới. Thế thì chúng ta có thể hình dung là kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai đấy chính là cái thời điểm mà con người bắt đầu không dám phát triển quá nhiều cái sức mạnh về cơ bắp của mình, sức mạnh về thân thể. Bởi vì chúng ta đã tạo ra được những cỗ máy mà nó nổ một cái, nó nát cả một cái thành phố. Đấy chính là những quả bom nguyên tử. Những cái cỗ máy chiến tranh khủng khiếp bay trên trời, rồi đi dưới đất, rồi lặn dưới biển.
và làm cho hàng trăm triệu người bị chết trong chiến tranh thế giới. Thế thì sau chiến tranh thế giới, các quốc gia lớn họ bắt đầu nhận ra là đây là thời đại khác rồi. Chúng ta không cần phải kiểm soát những cái quốc gia nhỏ bằng sức mạnh vũ lực mà cũng không kiểm soát nổi. Điển hình ở Việt Nam chúng ta là giành được độc lập, và rất nhiều quốc gia khác cũng noi theo Việt Nam để giành độc lập. Thế thì những quốc gia lớn họ bắt đầu nhận ra câu chuyện là có thể dùng sức mạnh tâm trí để kiểm soát, dùng thông tin để kiểm soát các quốc gia khác, dùng sức mạnh kinh tế để kiểm soát, và họ thực hiện cái đó bằng việc là đi phát triển hệ thống máy tính mạnh mẽ hơn để lan truyền thông tin, để xử lý thông tin và để dùng thông tin để chi phối kinh tế. Cái đó xuất hiện từ trong chiến tranh thế giới. Trong chiến tranh thế giới thì có một nhà bác học gọi là ông Alan Turing, là một nhà toán học rất nổi tiếng và cũng được mệnh danh là cha đẻ trí tuệ nhân tạo. Thì ông ấy phát minh ra một cái cỗ máy giải mã được cái tín hiệu vô tuyến của quân Đức. Và người ta ước tính là cái giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới là gần như tất cả những cái cuộc điện đàm hay là những cái tin nhắn của quân Đức gửi cho nhau không có sóng vô tuyến là quân Anh biết được hết. Và nhờ thế nên là phe đồng minh của họ chấm dứt chiến tranh trước vài năm, cứu sống sinh mạng khoảng triệu người. Và ông đấy gọi là ông Alan Turing, là được mệnh danh là cha đẻ trí tuệ nhân tạo. Vì sau này ông cũng phát triển rất nhiều những cái lý thuyết về trí tuệ nhân tạo. Thế thì khi mà người ta tiến hành chiến tranh thế giới và bắt đầu dùng máy tính mạnh mẽ như vậy, thì người ta nhận ra sức mạnh của nó. Và sau chiến tranh thế giới thì người ta bắt đầu phát triển máy tính cực kỳ mạnh. Thế máy tính đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước rồi. Hàng nghìn năm trước, bây giờ người ta đã tạo được những cỗ máy tính từ hàng nghìn năm trước. Người ngày xưa người ta chế ra để đo thiên văn, đo chuyển động các thiên thể trên trời. Nhưng mà hoàn toàn là máy tính cơ, nó vặn bằng tay tác động vào nó để tính toán. Đến tận năm 1960 thì máy tính chưa hề có màn hình. Thời đó người ta vẫn phải điều khiển các cái cỗ máy tính giống như là những cái máy dệt tự động cách đấy 200 năm, tức là dùng những cái tờ giấy và đục lỗ hoặc là những cái thẻ để ký hiệu thông tin và đưa vào cho máy tính để tính toán. Nhưng đến tận năm 1960 khi mà những cái tivi trở nên phổ biến ở khắp các nước phương Tây, những Mỹ, thì người ta mới thấy là cái màn hình TV là một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời để biểu diễn thông tin. Thì người ta mới nghĩ ra cách là tại sao không lắp màn hình TV vào cái máy tính để nó biến thành một công cụ biểu diễn thông tin tốt hơn. Trước đấy người ta chỉ nghĩ máy tính là công cụ xử lý thông tin thôi. Đến tận năm 1960, tập đoàn IBM mới bắt đầu cho ra những hệ thống máy tính mà có màn hình, sau đó là có bàn phím, có con chuột, gần giống những cái máy tính chúng ta dùng bây giờ. Và bắt đầu có những nhà phát minh họ bắt đầu mơ mộng tới việc là đưa những cái cỗ máy đó vào khắp các hộ gia đình. Điển hình là ông Steve Jobs và ông Bill Gates, những cái tỷ phú mà đi vào lịch sử của gọi là ngành công nghệ thông tin. Thì khi mà họ mơ mộng như thế và cuối cùng họ thực thi và họ làm được, họ viết ra những cái phần mềm chế ra những máy tính mà có thể bán vào trong các hộ gia đình, và chúng ta bắt đầu và là xuất hiện cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Đấy là thời đại của máy tính nó phổ biến và các loại máy tính thì được kết nối với nhau thành một cái mạng lưới để chia sẻ thông tin. Ngày nay chúng ta gọi là mạng Internet. Thế thì mọi người thấy là ba cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên ở Việt Nam gần như là chìm trong chiến tranh. Chìm trong gọi là chưa bao giờ chúng ta được tiếp cận những cái công nghệ hàng đầu của cách mạng công nghiệp khi mà nó mới xảy ra. Và kể cả cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì chúng ta cũng chỉ được chạm vào giai đoạn rất là cuối thôi, tức là khoảng độ 10-15 năm trở lại đây thì Internet mới bắt đầu phổ biến ở Việt Nam. Máy tính bỏ túi chính là những cái điện thoại thông minh của mọi người nó bắt đầu phổ biến, và chúng ta chỉ được chạm vào giai đoạn rất là cuối. Khi mà thế giới đang chuyển dịch sang cách mạng công nghiệp thứ tư rồi thì ta mới được chạm vào cách mạng công nghiệp thứ ba. Chúng ta được chạm vào rất chậm, nhưng mà bây giờ thì lần đầu tiên là chúng ta được chạm vào một cái loại dạng công nghệ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp cùng lúc với người lao động nước ngoài. Đấy chính là trí tuệ nhân tạo. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó được đánh dấu bởi một cái loại máy mà chúng ta không nhìn thấy nữa. Cả ba cái loại máy trung tâm của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì đều là những thứ mà người lao động sử dụng hàng ngày, chạm vào nó hàng ngày để lao động. Máy hơi nước là phải xúc than đổ vào nó để cho nó hoạt động. Máy phát điện thì cũng phải điều khiển nó, bấm nó, làm việc trên những cái dây chuyền. Máy tính thì hàng ngày ta phải ngồi tương tác với nó, ta gõ. Nhưng bây giờ với cách mạng công nghiệp thứ tư thì là siêu máy tính. Chúng ta không nhìn thấy nó nữa. Nó nằm ở trong những cái trung tâm tính toán lớn của các tập đoàn lớn và chúng ta không nhìn thấy.
Nhưng mà biểu trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ 3, lần thứ 4 thì chính là cái sự phát triển của sức mạnh tâm trí của con người. Người ta đi từ việc là tạo ra những máy tính để xử lý thông tin, để giúp tâm trí con người gọi là dễ dàng truyền đạt và chuyển thông tin theo nhau thông qua Internet, đến cái ngưỡng là bắt đầu dùng những cái siêu máy tính để mô phỏng tâm trí con người. Thì tuy bây giờ chúng ta không được chạm vào những cái cỗ máy đó, thậm chí không nhìn thấy nó nữa, nhưng mà chúng ta lại được dùng một cái loại phần mềm mà hoạt động trên siêu máy tính và là trí tuệ nhân tạo. Thì mọi người có thể hình dung là đấy chính là câu chuyện về thân và tâm, và toàn bộ cách mạng công nghiệp thì chẳng qua là loài người đang cố gắng phát triển sức mạnh của thân và tâm. Thì đây là hình ảnh của những cái hệ thống siêu máy tính của các tập đoàn lớn. Nó có thể nằm ở Mỹ, nó có thể nằm ở Bắc Cực, nó có thể nằm ở dưới đáy biển, nằm chỗ nào đó ta không nhìn thấy. Nhưng mà nó điều phối cuộc sống của hàng tỷ người trên khắp thế giới. Hàng ngày chúng ta nhìn thấy cái nội dung gì, đấy là do siêu máy tính nó bày ra cho mình. Nhìn thấy một cái quảng cáo gì đó, đấy là siêu máy tính nó bày ra. Và nó thu tất cả những cái dữ liệu về hành vi, sở thích, mối quan tâm của chúng ta để nó bày cho chúng ta những cái dạng thông tin. Hoặc khi mà người tìm kiếm ở trên máy tìm kiếm Google, đó cũng là siêu máy tính của tập đoàn Google. Họ có hàng chục triệu những cái máy tính mạnh được kết nối chặt chẽ với nhau trong trung tâm tính toán, và tạo ra những cái phép xử lý cho hàng tỷ người hoạt động hàng ngày. Và thậm chí đến bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng là hàng ngày mỗi người làm gì trong cuộc sống ấy, có thể không phải là ngẫu nhiên, không phải là do người đấy quyết định hoàn toàn, mà là do các hệ thống tính toán ở trên Internet nó bày ra cho mình. Mình mua một cái gì đấy là do máy tính nó gợi ý. Mình quen biết ai có thể cũng là do máy tính nó gợi ý. Mình chọn một cái nội dung gì đấy để đọc cũng là do máy tính nó gợi ý. Nó chi phối cuộc sống của chúng ta một cách khủng khiếp, như nhiều lúc ta thậm chí còn không nhận biết được. Thế thì đi cùng với lại cái sự phát triển của siêu máy tính, của Internet, đấy là những cái cuộc cách mạng về trải nghiệm giữa cách con người sử dụng và tương tác với máy tính. Máy tính nó đi từ chỗ mà rất là khó sử dụng. Năm 1960 chỉ có vài chục nghìn người trên thế giới biết dùng máy tính mà thôi. Nhưng sau đó chúng ta bắt đầu đến những cái thời đại mà máy tính, mấy cái bàn phím có hơn 100 nút và phải dùng 10 ngón tay để gõ cũng bắt đầu phổ biến. Và cái thời đó thì để mà học một cái máy tính, học cách dùng một cái máy tính như vậy có thể phải mất 6 tháng, mất 1 năm, thậm chí lâu hơn. Và khi về rất nhiều người vẫn còn gõ mổ cỏ, không dễ dùng. Nhưng sau đó lại đến cái thời đại gọi là xuất hiện những cái máy tính thu gọn, và chúng ta phải chạm vào nó bằng những cái màn hình cảm ứng. Chính là những thứ nằm trong túi quần của mọi người bây giờ. Và thậm chí một cái bạn bé ở nhà bây giờ chưa đi học, các bạn ấy cũng dùng nó ngay ngoài. Tức là nó dễ dùng, bắt đầu càng ngày dễ dùng. Thậm chí bây giờ xuất hiện những cái loại máy tính mà chúng ta chỉ cần đeo ở trên tay thôi, số hóa liên tục thông tin tại những cái đồng hồ thông minh, hoặc là lắp ở trên tường như những cái camera, nó liên tục số hóa thông tin, chúng ta không cần tương tác với nó. Nhưng thậm chí kinh khủng hơn nữa là gần đây bắt đầu xuất hiện những cái loại máy tính mà ta không cần chạm vào nó, và ta chỉ cần dùng suy nghĩ thôi, và ta có thể điều khiển, giao tiếp và tương tác không cho nó và với những hệ thống máy tính xung quanh. Thì mời mọi người xem một cái clip, đây là máy thợ lặn. Và cách đây 8 năm ấy thì anh ấy bị tai nạn rất nặng và anh bị liệt từ cổ trở xuống, không có một tí cảm giác gì cả. Và chơi sống rất là khó, vất vả. Thế thì gần đây anh ấy tham gia một cái thử nghiệm của tập đoàn Neuralink, là của cái anh gọi là Elon Musk, là người giàu nhất thế giới, anh sáng lập ra. Thì cái công ty Neuralink đó ấy, họ làm một cái hệ thống gọi là thần giao cách cảm. Tức là đặt tên công nghệ đấy là telepathy, bằng cách là họ khoan một lỗ trên hộp sọ, sau họ lắp một con chip vào trong đầu. Thì cái anh này là người đầu tiên trên thế giới, và cách đây chưa đến 150 ngày được thực hiện cái cuộc phẫu thuật đó. Và sau khi anh bình phục, sau khoảng 3 ngày thì anh bắt đầu có khả năng dùng tâm trí để điều khiển máy tính xung quanh. Anh ấy có thể dùng suy nghĩ để chơi cờ, anh ấy có thể dùng suy nghĩ để chơi game, để điều khiển các hệ thống máy tính xung quanh một cách dễ dàng. Thì người ta gọi là đấy là công nghệ và là thần giao cách cảm. Mời mọi người xem cái clip. Đây là người đầu tiên trên thế giới được sử dụng công nghệ này, và anh này mới chỉ được lắp chip cách đây hơn 100 ngày thôi. Tiếng âm thanh anh này, anh đang mô tả việc là bây giờ anh muốn chơi cờ, anh chỉ anh ấy chỉ cần tưởng tượng là mình tác dụng lực lên cái quân cờ đó và muốn nó đi lên ô nào, lập tức nó đi theo. Và anh có thể tự điều khiển xe lăn, tự chơi rất nhiều game, bắt đầu chiến thắng bạn bè của mình. Thì đấy gọi là công nghệ thần giao tất cả.
thể trong tương lai khi mà chúng ta già đi thì chúng ta sẽ cần những cái dạng công nghệ như thế này để và là trợ giúp cho cuộc sống của mình, để điều khiển những hệ thống máy tính xung quanh. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ có xu hướng là biến mọi thứ xung quanh thành máy tính. Chúng ta không chỉ có cái máy tính là cái laptop hay là cái điện thoại thông minh đâu ạ. Trên tay chúng ta cũng đeo máy tính là những cái đồng hồ thông minh. Bởi vì chúng ta có xu hướng nó biến mọi thứ trong cuộc sống. Cái cửa tự động là máy tính, cái camera trên tường là máy tính, cái TV của chúng ta là máy tính. Thậm chí bây giờ đến cái ô tô của chúng ta cũng biến thành máy tính. Một cái xe VinFast thì bản chất nó chỉ là 20% là cái ô tô thôi. Còn 80% nó là một hệ thống máy tính mà biết chạy trên đường. Nó là 40 cái máy tính được nối lại với nhau. Và vì thế nên là trong tương lai gần, nếu mà mọi người nhìn thấy cái xe VinFast nó không có người lái mà nó vẫn chạy trên đường thì không có gì lạ cả. Vì nó là máy tính, nó sẽ biết tự hành. Ở Trung Quốc hay ở Mỹ là chuyện đấy đã xảy ra rồi. Những cái cỗ xe là bây giờ có thể tự lái một cách dễ dàng. Thì con người nó xu hướng là càng ngày càng nghiện máy tính. Nghiện ở đây là theo nghĩa đen. Thế người ta định nghĩa nghiện là gì? Tức là ta dùng cái gì đó 30 ngày liên tục, ngày nào cũng dùng, thì đấy là nghiện. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta mở mắt ra là phải cua tay lấy cái máy tính, là cái điện thoại. Ngày nào ta cũng dùng nó liên tục 5 đến 7 tiếng, thậm chí còn nhiều hơn. Trước khi đi ngủ khi ta phải tắt điện thoại nên ta không ngủ được. Ta bị nghiện máy tính, và tất cả mọi người trên thế giới bị nghiện máy tính. Đặc biệt là các bạn bé chưa đi học, nghiện nó khủng khiếp. Chỉ cần dỗ các bạn bé để đưa cho một cái điện thoại, và cái chuyện đó ấy, nó sinh ra một cái thứ mà lâu nay truyền thông nói đến rất nhiều, nhưng mà ta có thể hình dung một cách đơn giản, đấy là sự chuyển đổi số. Chuyển đổi số, chính số ở đây có nghĩa là máy tính, có nghĩa là những cái cỗ máy mà dùng những cái phương pháp tính toán trên số học để hoạt động. Cái chuyển đổi số chính là chuyển từ việc chúng ta không sử dụng máy tính để giải quyết một cái vấn đề gì đó trong công việc, trong cuộc sống, sang việc là chúng ta có dùng máy tính để giải quyết. Và rõ ràng bây giờ mọi người dùng máy tính vào gần như mọi việc. Tại vì mà anh công an bắt được ngoài đường thì rút điện thoại ra để xử lý thông tin. Làm bất cứ cái gì, và nếu mà ở thành phố lớn chẳng hạn, đi ra ngoài đường mà không có cái điện thoại thông minh, có khi chúng ta không về nhà, không có tiền mà tiêu, không có thứ để gọi xe, không làm được gì. Thế nên đi ra đường phải có cái máy tính đi cùng. Và vì thế nên là nó sinh ra cái sự chuyển đổi số. Chuyển đổi số nó biến đổi từ cái lúc mà những cái máy tính nó chỉ ở trong những cái phòng nghiên cứu của các tập đoàn lớn trên thế giới, chỉ vài chục nghìn người biết dùng, chuyển sang việc là nó chui vào các hộ gia đình, hàng triệu hộ gia đình có máy tính thời năm 90, xong nào chui vào túi quần của mọi người, chui vào cặp sách của mọi người, và bây giờ chỉ nó chui cả vào não chúng ta. Và bây giờ có khoảng 5 tỷ, hơn 5 tỷ người trên thế giới là có máy tính. Chúng ta chuyển đổi những mọi thứ trong công việc, trong cuộc sống sang việc là có dùng máy tính để giải quyết, thì đấy gọi là sự chuyển đổi số. Và cái hệ quả của chuyển đổi số ấy là nó sinh ra một cái dòng dữ liệu cuồn cuộn chảy trong xã hội. Nó như những dòng sông, nó như những dòng suối, nó cứ cuồn cuộn chảy. Khi ta ngủ thì máy tính nó vẫn cứ hoạt động, nó vẫn cứ xử lý dữ liệu. Và những cái hệ thống máy tính đó thì đầu vào của nó là dữ liệu, đầu nó xử lý dữ liệu và đầu ra của nó cũng là dữ liệu. Do đó nên là khi mà con người, bây giờ 80% dân số Việt Nam là dùng máy tính, đều có điện thoại thông minh, dùng internet để kết nối liên tục, thì nó sinh ra rất nhiều dữ liệu. Và dữ liệu chính là cái hệ quả của cái công cuộc chuyển đổi số. Và ta có thể hình dung là vì vậy chuyển đổi số thực ra nó là một cái hiện thực khách quan, nó sẽ đang xảy ra trên toàn cầu. Ta có làm chuyển đổi số hay không thì cũng chưa chắc quyết định đến việc là nó có xảy ra hay không. Nó đang xảy ra rồi. Và mọi người có thể hình dung là cái việc mà ta thực hiện những cái dự án chuyển đổi số ấy, đấy chính là cách chúng ta học bơi. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cơn lũ, một cái gọi là cơn bão hồng thủy về công nghệ số nó quét qua toàn cầu, thì chúng ta chủ động thực hiện nó. Còn nếu ta không làm thì nó vẫn cứ xảy ra, bởi vì tất cả xã hội bây giờ đều dựa trên máy tính để hoạt động. Và kết quả là chúng ta có rất nhiều dữ liệu. Thế thì dữ liệu bây giờ chính là một cái nguồn tài nguyên mới. Khoảng 15 năm trở lại đây thì trên thế giới bắt đầu cực kỳ phổ biến cái câu nói là Data is the new oil, tức là dữ liệu là dầu mỏ mới. Dầu mỏ rõ ràng là một cái nguồn gọi là tài nguyên cực kỳ quý giá để chúng ta hoạt động, ta thực hiện cách mạng công nghiệp, ta vận hành các loại cỗ máy thiết yếu của cuộc sống. Cái xe máy hàng ngày mà không có xăng dầu thì không thể chạy được.
Nhưng mà bây giờ thậm chí nếu mà không có dữ liệu thì tất cả các hệ thống máy tính của chúng ta không hoạt động được, và cái xã hội sẽ không hoạt động được. Và mọi người có thể nhớ lại cái thời Covid ấy, khi mà tất cả mọi thứ trong xã hội đóng băng, tại sao chúng ta vẫn cứ hoạt động? Bởi vì chúng ta có máy tính và chúng ta hoạt động dựa trên những cái dòng dữ liệu. Thì đấy là một cái sự tưởng tượng, bởi vì nó vô hình nên nó hơi khó tưởng tượng. Nhưng mà nếu cứ nhớ lại thời Covid thì sẽ thấy là cả xã hội hoạt động gần như dựa trên máy tính mà vẫn hoạt động được. Nó chính là một cái loại tài nguyên mới của xã hội, và những cái xã hội lớn thì họ đã nhận ra điều này từ rất lâu. Họ đã đi tích trữ dữ liệu, họ đã dùng những hệ thống siêu máy tính để xử lý dữ liệu từ rất lâu. Nhưng mà những cái xã hội đang phát triển như Việt Nam chúng ta thì chúng ta bị chậm hơn họ một chút. Tuy nhiên là khi mà nói về dữ liệu thì đấy không hề là cái gì mới cả. Con người đã dùng dữ liệu từ rất lâu rồi. Những cái bản đồ, những cái cách chúng ta ghi ký tự, ghi văn bản, mọi thứ đều là đang ghi lại dữ liệu. Dữ liệu là cách chúng ta ghi lại bất cứ cái gì mà xảy ra. Trước đây chúng ta dùng dữ liệu rất nhiều, nhưng cái mới ở đây chính là dữ liệu số, tức là cái loại dữ liệu mà được ghi lên trên máy tính. Mọi người có thể hình dung ở trong gia đình mình chẳng hạn, ngày xưa toàn bộ dữ liệu của gia đình thì là cái gì? Một gia đình ngày xưa có thể là có một quyển album ảnh, có vài chục vài trăm cái ảnh, trong lâu lâu tất cả mọi người giờ đã xem, có một cuốn gia phả, còn cái gì nữa không ạ? Có thể là có những cuốn sách, có thể có một thư viện nhỏ nhỏ trong nhà, chúng ta chỉ có đến thế thôi. Nhưng bây giờ đấy, trên điện thoại của mỗi người có thể là hàng vạn tấm ảnh. Mỗi một người trong gia đình là có điện thoại, thế nên cả gia đình là có hàng trăm nghìn tấm ảnh, hàng nghìn cái video clip, có rất nhiều thông tin chúng ta đăng tải mỗi ngày lên internet. Chúng ta có rất nhiều dữ liệu, và toàn bộ những cái thứ đó thì là dữ liệu được lưu trên máy tính, hay còn gọi là dữ liệu số. Nó to hơn cái dữ liệu trước đây chúng ta có rất nhiều lần. Và đấy mới là cái nguồn tài nguyên mới, chứ không phải là những cái dữ liệu cũ. Những cái dữ liệu cũ mà lưu trên những cái biện pháp cũ như là giấy tờ, sổ sách hay là những cái băng ghi âm và thứ chẳng hạn thì rất là khó khai thác. Nhưng với dữ liệu số được lưu trên máy tính bây giờ thì rất dễ sử dụng, khai thác, tìm kiếm và biến nó thành giá trị. Tuy nhiên là nói là dễ thôi, thật ra cũng không dễ lắm. Việc biến dữ liệu thô thành những cái thứ có giá trị cao hơn thì nó cũng khó như là chuyện chúng ta khai thác dầu mỏ. Nếu mà chúng ta có những mỏ dầu mà chúng ta hút dầu lên chúng ta đem bán thì chỉ được vài chục đô la một cái thùng dầu. Nhưng những cái quốc gia mà họ có công nghệ chế xuất dầu thì từ một cái thùng dầu thô họ có thể biến thành từ nước hoa đến đủ các loại xăng, thậm chí đến nhựa đường để làm đường, hàng trăm cái loại sản phẩm khác nhau, và họ kiếm ra hàng nghìn đô la từ một cái thùng dầu, mặc dù họ chỉ mua có vài chục đô một thùng thôi. Thì dữ liệu cũng liên hệ như vậy, khai thác nó không dễ, nhưng nếu mà biết khai thác thì có thể biến nó thành những cái giá trị rất lớn. Những cái công ty lớn mà dùng dữ liệu trên khắp thế giới giờ họ kiếm hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la mỗi năm nhờ việc khai thác và xử lý dữ liệu của hàng tỷ người. Như là điển hình là công ty Meta, chủ quản của Facebook, hay là công ty Google. Và đây là một cái mô hình mà con người thường dùng để khai thác dữ liệu, nó gọi là kim tự tháp DIKW. Và mọi người có thể dùng cái mô hình này cho hầu hết các cái dự án chuyển đổi số hiện đại. Hãy hình dung là cái chân đế của chúng ta là dữ liệu, nó giống như là một cái bãi rác lớn. Nhưng nếu chúng ta biết phân loại rác, chúng ta biết sắp xếp đâu là thủy tinh, đâu là vỏ lon, đâu là nhựa, đâu là những cái thứ giống nhau thì chúng ta để thành một đống, đâu là những thứ khác nhau thì chúng ta tách xa nhau ra, thì cái bãi rác lớn gồm rất nhiều dữ liệu thô, nó bắt đầu biến thành những cái mỏ tài nguyên, những cái đống tài nguyên, thì đấy chính là thông tin. Khi mà chúng ta sắp xếp phân loại dữ liệu, chúng ta sẽ có thông tin. Và khi mà chúng ta gọi là chọn lọc thông tin hơn một bước, chúng ta kết nối những cái loại nguyên vật liệu lại với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái thứ cao cấp hơn gọi là tri thức. Và cái tri thức bây giờ chính là cái thứ để tạo ra trí tuệ. Con người lâu nay cũng vẫn như vậy, tức là chúng ta cố gắng nạp thật nhiều tri thức vào trong đầu để nâng cao trí tuệ của mình. Và với các thầy cô thì các em học sinh sẽ được khuyến khích là hãy ghi nhớ thật nhiều tri thức vào. Tri thức chính là cái thứ mà viết trong sách giáo khoa, viết trong các giáo trình, tài liệu. Và các em học sinh ghi nhớ thật nhiều thì trí tuệ của các em sẽ phát triển theo. Nhưng bây giờ con người làm y hệt cái câu chuyện này với dữ liệu số, với thông tin số, với tri thức được mã hóa trên máy tính, và chúng ta tạo ra được một cái thứ đỉnh cao là trí tuệ nhân tạo.
Thế thì nó không quá khác biệt so với cách con người truyền thống hay làm, nhưng bây giờ cái trí tuệ lần đầu tiên nó được nằm ngoài hộp sọ của chúng ta. Trước đây nó chỉ nằm trong đầu là chính. Thì bây giờ lần đầu tiên nó có thể nằm ở một cái thiết bị bên ngoài, nó gọi là trí tuệ nhân tạo. Và vì thế mọi người có thể nhìn thấy vai trò của con người hiện đại là phải làm sao cộng hưởng được cái trí tuệ riêng của mình, trí tuệ vốn có của mình mà nằm trong hộp sọ, với trí tuệ nhân tạo để tạo ra một cái trí tuệ cao cấp hơn nữa. Đấy chính là lý do chúng ta phải học trí tuệ nhân tạo. Và cái mô hình này thì nó chỉ có 4 bậc thôi, nhưng mà nếu mà mọi người ghi nhớ được nó thì sẽ nhìn thấy bất cứ một cái dự án chuyển đổi số hiện đại nào một cách rất dễ dàng. Và chuyển đổi số thì bây giờ nó đang gọi là tạo ra rất nhiều dữ liệu. Cứ sau khoảng 18 tháng ấy, thì tốc độ của những cái máy tính nó lại tăng lên gấp đôi. Đấy, một cái định luật đã xảy ra khoảng 50 năm nay rồi, gọi là định luật Moore. Đấy lý do mà cứ sau khoảng 18 tháng các thầy cô lại có thể đổi iPhone, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó khỏe hơn rất nhiều, và những cái iPhone mới bây giờ khả năng chụp ảnh nó cũng nét hơn, khả năng số hóa dữ liệu nó cũng mạnh mẽ hơn. Và vì thế nên là sau 18 tháng ấy, tổng lượng dữ liệu của một cái xã hội hay của một doanh nghiệp lớn hay là của toàn cầu nó cũng tăng lên ít nhất là gấp đôi. Và vì thế đến bây giờ chúng ta sau kết thúc chiến tranh thế giới là 79 năm rồi, sắp 80 năm rồi, thì tổng cái lượng dữ liệu của loài người bây giờ nó lớn hơn rất nhiều lần so với trước đây. Và vì thế tổng lượng thông tin, tổng lượng tri thức cũng lớn hơn rất nhiều lần. Và vì thế chúng ta tạo ra được một cái thứ ở trên đỉnh cao gọi là trí tuệ nhân tạo, bắt đầu càng ngày càng thông minh hơn. Và trí tuệ nhân tạo vì thế nên chúng ta có thể hình dung một cách rất đơn giản thôi. Trí tuệ nhân tạo là cách người ta dùng siêu máy tính để người ta lọc thật nhiều dữ liệu lớn và để cô đọng ra nó. Thế thì gần đây người ta bắt đầu nhắc đến trí tuệ nhân tạo rất nhiều. Khoảng 1,5 năm trở lại đây, truyền thông bắt đầu nhắc đến nó một cách liên tục. Bởi vì bắt đầu có những cái sự đột phá lớn trong trí tuệ nhân tạo. Con người đã không ngừng phát triển trí tuệ nhân tạo 80 năm qua từ sau chiến tranh thế giới. Nhưng đến khoảng 1,5 năm trở lại đây thì người lao động thông thường bắt đầu chứng kiến được những cái thành tựu đỉnh cao. Và người ta bắt đầu nhắc đến những cái cụm từ gọi là các mô hình lớn. Các mô hình lớn ở đây chỉ cần hiểu đơn giản là chúng ta đưa rất nhiều dữ liệu vào trong những cái siêu máy tính và nó tạo ra những cái dạng trí tuệ nhân tạo tổng hợp từ tư duy của rất nhiều người. Và tuy nhiên là trí tuệ nhân tạo vì thế nên nó không hề mới một tí nào cả. Nó đã phát triển 80 năm vừa qua, và cái công ty Google là công ty họ tự mệnh danh, họ là công ty AI First, tức là họ tích hợp trí tuệ nhân tạo vào mọi sản phẩm, mọi dịch vụ của họ. Thì năm ngoái họ đã kỷ niệm năm 25 thành lập. Năm nay họ 26 tuổi. Và chúng ta đã dùng Google liên tục mấy chục năm, hơn 20 năm vừa qua trên Internet. Mỗi lần chúng ta dùng Google đấy là một lần chúng ta dùng AI. Hoặc là thậm chí mọi người hay có những cái trải nghiệm là chúng ta đi đâu nói chuyện với bạn bè ngồi quán cà phê ở nhà, thì về nhà Facebook hiện những cái quảng cáo y hệt như là chúng ta vừa nói chuyện. Nhiều người sẽ bị sợ, nghĩ là Facebook họ nghe trộm mình. Nhưng thật ra là họ dùng trí tuệ nhân tạo để họ mô phỏng tâm trí của chúng ta. Và đáng sợ hơn cả nghe trộm. Họ ghi nhận từng cái hành vi, hành động, mối quan tâm, sở thích hàng ngày của chúng ta trên Internet. Sau đó họ mô phỏng tâm trí của chúng ta. Họ đoán được là ví dụ 100 thứ mà người này hay nghĩ đến là cái gì. Thế nếu 5 người như vậy cùng ngồi với nhau thì họ rút lại có khi chỉ còn 5 thứ thôi. Và sau đó họ hiện quảng cáo cho chúng ta. Thế nhiều lúc là rất đúng những thứ ta đang suy nghĩ mà chúng ta không hề nói ra cho Facebook biết. Đấy là thứ rất đáng sợ, và trí tuệ nhân tạo đã chi phối cuộc sống của rất nhiều người trong chúng ta rất nhiều năm rồi. Nhưng gần đây thì đây là lịch sử của trí tuệ nhân tạo và 80 năm phát triển liên tục. Nhưng gần đây thì mới có một cái bước tiến mới gọi là các công ty startup, khi mà họ đưa rất nhiều dữ liệu vào các cái siêu máy tính thì họ bắt đầu phát hiện ra là tự nhiên họ chế được một cái dạng AI mà thậm chí còn mạnh hơn công nghệ của các tập đoàn lớn. Người ta gọi là sự đột sinh. Thế bản chất những người chế ra các công nghệ hiện đại nhất bây giờ cũng không hoàn toàn nắm được thực sự cái cấu trúc của cái cỗ máy bên trong nó như thế nào nhỉ? Họ chỉ biết là nạp thật nhiều dữ liệu vào và dùng những cái kiến trúc tính toán tương đối đơn giản, thì bỗng một ngày ra một cái AI tương mạnh, nó bắt đầu khả năng đối đáp, tư duy, suy nghĩ như con người. Và người ta dựa trên một cái kiến trúc bảo là đơn giản nhưng cũng rất là phức tạp. Đấy là kiến trúc đi mô phỏng một cái thứ là phức tạp nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết, chính là bộ não của từng con người. Chúng ta có 80 tỷ cái tế bào thần kinh, và mỗi tế bào thần kinh được kết nối với 10.000 tế bào thần kinh khác.
trong đầu chúng ta là một cái mạng lưới và phức tạp nhất vũ trụ mà con người từng biết. Thế thì bây giờ người ta bắt chước cái kiến trúc đó, đưa lên máy tính và làm thật nhiều dữ liệu trong đó. Thế là hình thành ra cái thứ gọi là trí tuệ nhân tạo, hiện đại. Những cái bước tiến rất lớn và bắt đầu chúng ta, những cái công ty startup nhỏ thôi, nhưng khi họ phát hiện ra được cái công nghệ này thì bỗng nhiên họ thấy là họ đang nắm một cái công nghệ mà còn mạnh hơn cả những tập đoàn lớn. Nhưng mà họ không có hàng tỷ người dùng như là các tập đoàn lớn. Thế nên là họ quyết định là tung ra cho mọi người sử dụng các công nghệ đấy. Và lần đầu tiên, 1,5 năm vừa qua thì lần đầu tiên người lao động trên khắp thế giới bắt đầu được dùng cái một cái loại công nghệ AI một cách chủ động. Trước đấy chúng ta dùng bị động, tức là nó bày ra cái gì thì ta chọn cái đó. Ta có thể không biết đấy là AI, ta không biết đấy là trí tuệ nhân tạo, ta chỉ thấy đấy là một phần mềm rất thông minh, nó bày ra cái gì ta chọn cái đấy. Nhưng bây giờ với những thứ như ChatGPT thì ta có thể được quyền chủ động điều khiển nó. Ta có thể được quyền gọi là yêu cầu nó làm những cái thứ mà theo mong muốn của mình. Và cơ hội đấy mới chỉ đến có 1,5 năm thôi, tức là ChatGPT ra mắt thế giới chỉ tháng 11 năm 2022 đến bây giờ đúng 1,5 năm. Lần đầu tiên chúng ta người lao động trên khắp thế giới là có quyền chủ động điều khiển AI. Và cái quyền chủ động điều khiển AI này thì ta có thể so sánh giống như là lần đầu tiên ta được gặp một cái cỗ xe mới vậy. Nếu ta so sánh là dữ liệu là dầu mỏ mới, và dầu mỏ thì là cái thứ để vận hành cái loại động cơ. Thế thì bây giờ ta thể hình dung là trí tuệ nhân tạo được tạo ra từ dữ liệu chính là một cái loại động cơ mới của thời đại chúng ta. Và lần đầu tiên là chúng ta được dùng những cái cỗ xe mới này. Những cái cỗ xe này nó ma thuật đến mức nó giống như là những cỗ xe gọi là giống như trong truyện Doraemon vậy. Mọi người có thể nhớ ngày xưa khi mà chúng ta vẫn đi xe đạp thì cuộc sống sẽ chỉ đi từ huyện này sang huyện khác. Khi chúng ta bắt đầu có xe máy đầu những năm 2000 thì cuộc sống bắt đầu là đi từ tỉnh này sang tỉnh khác dễ dàng hơn. Khi chúng ta có ô tô thì ta đi từ miền này sang miền khác, thậm chí ta đi xuyên Việt được. Nhưng đến biên giới là ta phải dừng lại, người ta sẽ không cho ta đi qua. Nhưng bây giờ với trí tuệ nhân tạo thì ta có thể đi khắp thế giới một cách dễ dàng bằng những cái thứ sức mạnh mới của nó. Mọi người có thể ngồi ngay ở Hải Dương nhưng mà buôn bán tương tác giao tiếp với toàn thế giới được. Thì nó rất giống như các cỗ xe mới và nó giúp cho chúng ta đi khắp nơi ở trên không gian mạng. Không gian mạng chính là cái mạng Internet của chúng ta. Thế khi mà chúng ta nghĩ về không gian mạng thì ta sẽ thấy nó rất là phức tạp. Nó quá là lớn, không mình cảm giác không thể bao quát được nó. Nhưng mà nếu mọi người nhìn kỹ lại thì sẽ thấy là khoảng 2 tỷ cái website trên thế giới này gần như nó chỉ được cấu tạo ra từ 3 thứ cơ bản. Đấy là hình ảnh, đấy là âm thanh và đấy là văn bản, hình, tiếng và chữ. 2 tỷ website trên thế giới này gần như chỉ được tạo ra từ đó. Hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh thì nó có hình ảnh động, hình ảnh tĩnh. Hình động là những cái video clip, chẳng hạn, hình ảnh tĩnh là một cái bức ảnh thôi. Âm thanh thì thường nó có hai loại phổ biến là giọng nói của con người và âm nhạc. Còn chữ viết thì gồm rất nhiều cái dạng khác nhau nhưng mà là chữ. Thế thì hình ảnh với âm thanh nó đại diện cho khả năng nghe, nói và nhìn của con người. Còn chữ viết thì nó đại diện cho khả năng tư duy, suy nghĩ của chúng ta. Có thể rất nhiều người không để ý nhưng mà khi mình lên Facebook ấy, Facebook họ sẽ hỏi mình là what's on your mind, hay là bạn đang nghĩ gì. Mình viết ra một cái đấy là mình chia sẻ một cái mảnh tư duy của mình. Và tôi viết ra càng nhiều họ càng hiểu mình hơn. Bình luận càng nhiều trước Facebook của những người khác họ càng hiểu mình hơn. Và vì thế nên là chỉ cần mô phỏng được hình, tức là khả năng gọi là giao tiếp bên ngoài và tư duy bên trong, là máy tính nó đã có thể giúp con người làm được gần như tất cả công việc hàng ngày. Một người ngồi trước màn hình máy tính hàng ngày thì chỉ là giao tiếp với ba thứ này thôi: hình ảnh, âm thanh và văn bản. Và cái hay nhất của trí tuệ nhân tạo là trong vòng khoảng hơn 10 năm vừa qua thì AI nó đã xử lý cả ba loại dữ liệu này tốt hơn khả năng bình thường của con người. Thí dụ năm 2016 là tập đoàn Baidu của Trung Quốc họ chế ra một cái AI mà có khả năng gọi là nghe giọng nói con người. Họ mời khoảng độ 50 người vào một cái phòng kín, xong họ phát ra những cái đoạn trò chuyện bằng tiếng Trung và đố 50 người đấy, các anh chị nghe xong trao đổi với nhau kỹ đi, xong là chốt là nó nói cái gì, ông gửi ra bên ngoài cho chúng tôi. Thì khi mà họ gửi ra bên ngoài hàng loạt những câu,
thoại. Họ đo về khả năng nhận dạng của hệ thống Deep Speak của Baidu là hệ thống AI thì thấy là AI nó nghe tốt hơn cả cái đám đông rồi. Hay là năm 2018 thì cũng có một sự kiện rất thú vị, được Đại học Stanford của Mỹ họ tạo ra một cái AI mà có khả năng đọc phim X quang trong lồng ngực để chẩn đoán bệnh. Thì khi mà họ đo, họ thấy là nó nhận diện tốt hơn các bác sĩ giỏi ở Mỹ 5%. Nhưng con số 5% này là rất đáng sợ, bởi vì các bác sĩ giỏi ở Mỹ chỉ đọc phim X quang chính xác được 37%. AI nó đọc được chính xác 42% từ năm 2018. Và đến năm 2020 thì chúng ta bắt đầu 2020 thì là cái hệ thống lõi của ChatGPT ra đời, nhưng mà lúc đó cả thế giới chìm trong đại dịch nên không nhiều người quan tâm. Thì cái công ty OpenAI là công ty sáng tạo ra cái đó, họ tiếp tục nghiên cứu và đến 2022 họ đưa ra công cụ gọi là ChatGPT dựa trên cái công nghệ đó, thì làm cho thế giới bị choáng váng. ChatGPT chính là một cái loại hệ thống hiện đại mà hiện giờ nó đã có khả năng và là bao quát cả ba cái loại dữ liệu trên, hay nói cách khác là nó có khả năng nghe, nó đọc, viết, duyệt web, nó làm được gần như tất cả những công việc hàng ngày của con người. Vì thế nên là người ta gọi nó là General AI, tức là một cái loại AI tổng quát, nó có thể tham gia bất cứ cái ngành nghề nào, bởi vì mỗi một cái khả năng thành phần của nó thì nó đều làm tốt hơn con người thông thường, và nó một phần mềm nó đã làm được cả ba khả năng, tức là xử lý hình, tiếng và chữ trong cùng một phần mềm. Thế nên là bây giờ một cái hệ thống như ChatGPT ngành nghề nào cũng có thể dùng được. Dù mọi người thuộc chuyên ngành lĩnh vực nào thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy những cái thứ mà nó hỗ trợ mình cực kỳ mạnh mẽ. Và nó mà thuật đến cái mức, tức là khi mà nó ra mắt ấy, vào tháng 11 năm 2022 thì chỉ sau 2 tháng thôi. Các bạn ấy thầy đều nhắc, còn nhắc đến câu chuyện là tháng 2 năm 2023 là Bộ Giáo dục Việt Nam tổ chức một cuộc họp. Thì ở thời điểm đó nó đã gây tiếng vang rất lớn trên thế giới, bởi vì 100 triệu người chỉ trong vòng 2 tháng đã lao vào đăng ký sử dụng phần mềm này. Ở Việt Nam lúc đó họ chưa hề cho phép chúng ta đăng ký, và rất nhiều người ở Việt Nam đã phải vượt đường lửa thuê một số điện thoại ở Mỹ để đăng ký, để trải nghiệm nó. Và Bộ Giáo dục Việt Nam rất là nhanh nhạy, tức là tại cái thời điểm sau khi khoảng 3 tháng phần mềm ra mắt thì đã tổ chức hội thảo để bàn về chuyện là nó sẽ thay đổi giáo dục ra sao. Bởi vì các thầy các cô ở trên Bộ Giáo dục thì đều nhìn thấy là cái này nó sẽ biến đổi giáo dục mãi mãi. Và lúc đó mọi người tranh luận rất hăng say, có rất nhiều cái luồng ý kiến, có cả những người chưa từng trải nghiệm nó thì sẽ đưa ra những cái luồng ý kiến như thế này, và những người đã trải nghiệm rồi thì sẽ đưa ra các ý kiến như thế kia. Nhưng mà từ đó đến bây giờ là khoảng hơn một năm thì nó đã thực sự biến đổi xã hội khủng khiếp, nó đã thực sự biến đổi giáo dục mạnh mẽ rất nhiều so với cái thời điểm lúc đó chúng ta bàn nhau. Và để mà nói về câu chuyện là biến đổi xã hội thì chúng ta có thể hình dung là đã từng có những cỗ máy tương tự như vậy xuất hiện trong lịch sử loài người. Thí dụ như ở thế kỷ 15 là có máy sắp chữ của một ông người Đức tên là Gutenberg. Ông ấy phát minh ra. Thời điểm đó ở châu Âu là cái thời điểm gọi là cuối của đêm trường Trung Cổ, tức là 1.000 năm người ta đi đánh nhau, người ta đi thánh chiến. Và châu Âu lúc đó rất là đói khổ, nghèo nàn lạc hậu, không có gì cả. Thậm chí khi mà người ta phát minh ra máy sắp chữ ấy, thì họ không có sách để in. Họ phải lấy những cuốn sách từ cách đấy hơn 1.000 năm ra để in. Vì thế cuốn sách đầu tiên được in trên thế giới là Kinh Thánh, tức là những cái văn bản mà các tu sĩ đã truyền tay nhau để chép từ cách đấy 1.000 năm. Hoặc là thậm chí những cái sách về triết học Hy Lạp từ thời cổ đại, cách đấy 1.500 năm họ đem ra in. Những người châu Âu lúc khi mà họ phát minh ra máy sắp chữ ấy thì họ có thể tạo ra hàng loạt những thư viện ở khắp các thành phố lớn và khắp các những cái nhà thờ lớn ở châu Âu. Và lần đầu tiên là những người nông dân thông thường đã được dạy đọc, dạy viết. Và chỉ sau có 200 năm thôi thì châu Âu biến đổi hoàn toàn. Họ vào cái thời đại phục hưng và sau đó là thế kỷ ánh sáng. Và rất nhiều người trở nên thông tuệ, rất nhiều người trở nên giác ngộ. Và họ bắt đầu thực hiện cách mạng công nghiệp. Họ bắt đầu phát minh ra máy hơi nước và bây giờ họ vẫn dẫn đầu thế giới là nhờ cái sự biến đổi đó, nhờ những cái máy sắp chữ và nhờ sự truyền bá tri thức từ các cuốn sách. Thế thì bây giờ chúng ta đang đứng trước một cái thời đại có thể cũng như vậy. Nếu mà mọi người nhận ra câu chuyện là ChatGPT hay là những cái phần mềm tương tự ấy, nó được huấn luyện từ một cái lượng tri thức nhiều bằng khoảng 100 đến 200 triệu cuốn sách. Đây là một con số khủng khiếp.
và nó nằm ngay túi quần của chúng ta. Vì sao nó khủng khiếp ạ? Bởi vì nếu mà anh chị, nếu mà thầy cô thích đọc sách, giả sử cuốn sách 300 trang mình đọc trong một tuần, thì ngày nào say mê đọc khoảng 50 trang, một tuần mình đọc hết, thì một năm mình đọc được khoảng 50 cuốn, 10 năm mình đọc được 500 cuốn, 100 năm mình đọc được khoảng 5.000 cuốn. Tất nhiên là ai mà đọc rất nhiều thì sẽ biết bỏ qua những cái phần khác nhau, có thể là một đời đọc được vài vạn cuốn sách, thế là người đọc gọi là thiên kinh vạn quyển, có thể tưởng là biết tất cả mọi thứ trên đời. Chúng ta chỉ là vài vạn cuốn sách, trong khi cái ChatGPT này nó là vài trăm triệu cuốn sách được ném trong cái AI. Cái gì trên đời nó cũng biết. Lần đầu tiên chúng ta có một cái gọi là thư viện vĩ đại để ngay trong túi quần. Và vì thế nên là xin mời các thầy và cô, nếu mà ai chưa cài đặt ChatGPT thì có thể quét cái mã QR này để cài. Và thậm chí mọi người có thể lên đây không cần đăng ký cũng có thể giao tiếp với nó được. Nhưng mà nếu mà ai mà chưa cài đặt thì hãy cài đặt ngay, bởi vì họ đã mở cho người Việt Nam cài rồi. Và tiếng Việt bây giờ nó cũng rất giỏi rồi, không như là thời điểm cách đây 1 năm nữa. Nếu ai chưa cài nên cài ngay, hoặc là mọi người có thể lên App Store hoặc là lên Google Play Store để tìm cái phần mềm là ChatGPT và đăng ký, chỉ mất khoảng 1 phút thôi. Điền cái email của mình vào, sẽ gửi lại cho mình mấy địa chỉ email khác. Và mình kiểm chứng lại thế là mình đã có tài khoản ChatGPT. Và từ nay trở về sau là mọi người có một cái thư viện to bằng khoảng 200 triệu cuốn sách ngay trong túi quần. Có thể tra cứu nó bằng cách hỏi đáp nó rất dễ dàng, thậm chí không cần phải gõ mà có thể dùng ngay cả giọng nói để nói chuyện với nó. Chỉ bật cái chức năng nói chuyện lên là nó sẽ đối đáp với mình tất cả những cái thông tin mà mình muốn. Tuy nhiên là ChatGPT thì chỉ là một sản phẩm của một công ty startup thôi, tức là một công ty mới khởi nghiệp. Ngay sau khi ChatGPT ra mắt và gây tiếng vang trên thế giới thì họ, những ông đối thủ như là ông Google, là một đại gia mà đã phát triển 25 năm về trí tuệ nhân tạo, lập tức họ cũng tung ngay ra một hệ thống tương đương và bây giờ được đặt tên là Google Gemini. Thì hệ thống này cũng cho mọi người dùng miễn phí, và thậm chí có khi nó ở ngay trên điện thoại của mọi người rồi. Nếu mà mọi người có phần mềm Google ở trên máy thì có mở ra tìm cái hình sao đúng cánh ấy, có khi nó có sẵn trên điện thoại mọi người rồi, nếu mà mọi người đặt chế độ cập nhật tự động, và cũng miễn phí. Tất nhiên là những hệ thống này khi mà chúng ta trả phí thì chúng ta sẽ sử dụng những tính năng cao cấp hơn rất nhiều. Trả phí thì cũng chỉ khoảng độ $20 một tháng, tức là khoảng 500.000 đồng. Nhưng mà kể cả ta không trả phí thì ta cũng dùng được rất nhiều tính năng tuyệt vời của nó, và ai cũng dùng được. Google Gemini cũng là một hệ thống cực mạnh và không kém gì ChatGPT, và cũng cho chúng ta dùng miễn phí. Và mọi người cũng có thể quét cái QR code này để cài đặt. Và ngoài Google Gemini thì cũng có rất nhiều hệ thống khác mạnh tương tự. Microsoft là một đại gia công nghệ, cái đơn vị mà sáng tạo ra phần mềm Windows mà chúng ta vẫn dùng. Thì ông này, ông ấy đi sau Google, đi sau OpenAI về mặt phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhưng họ lại có một chiến lược rất thông minh là khi họ thấy ChatGPT phát triển mạnh thì họ gọi cái đội ngũ của ChatGPT đến và đầu tư $10 tỷ cho công ty này. Thế là họ được quyền dùng cái công nghệ lõi của ChatGPT. Và bây giờ chúng ta có phần mềm gọi là Copilot của Google. Nó cũng mạnh không kém gì ChatGPT, và nó được tích hợp ngay trên hệ điều hành Windows của chúng ta. Nếu mà các thầy cô mà dùng máy tính thế hệ mới một chút, cài phần hệ điều hành Windows 11 thì khi là Copilot nó có sẵn ở trên đấy luôn. Và nó được tích hợp vào Excel, vào Word, vào Outlook, vào tất cả những phần mềm thông dụng hàng ngày chúng ta sử dụng. Soạn bài giảng dùng PowerPoint chẳng hạn thì nó có thể làm được rất nhiều việc cho mình. Và mọi người cũng có thể cài ngay lên điện thoại. Và sức mạnh của nó thì không kém gì ChatGPT, bởi vì công nghệ lõi của nó là giống nhau. Và còn có một cái phần mềm khác cũng cực mạnh. Đây là cái phần mềm gọi là Claude.ai. Họ cũng cho chúng ta dùng miễn phí, mọi người chỉ cần đăng ký thôi. Và đây là phần mềm mà viết văn hay nhất thế giới. Nó viết tự nhiên như con người vậy. Nếu mà các thầy cô mà hay phải viết lách thì dùng công cụ này cực kỳ tuyệt vời. Nó viết hay hơn cả ChatGPT, và ta có thể có xu hướng là dùng kết hợp. Tức là ta soạn thảo ý tưởng trên ChatGPT, sau đó ta copy vào Claude.ai và nó biên tập lại. Và nó viết theo bất cứ cái giọng văn gì ta thích. Mọi người đọc lại sẽ thấy cực kỳ thú vị, bởi vì nó viết có khi còn hay hơn con người. Và tất cả phần mềm này thì nếu ai muốn bỏ tiền thì chỉ mất
20 đô một tháng thôi. Nhưng nếu mà các thầy cô có một lựa chọn thôi ấy, thì nên mua ChatGPT. Nếu mà chỉ mua một cái thôi thì chỉ nên mua ChatGPT, bởi vì nó vẫn là công cụ mạnh nhất và nó có rất nhiều tính năng mạnh. Và ngoài ra thì có một cái phần mềm khác nữa, tức là gọi là group.com. Khi mà mọi người dùng các cái công cụ kia thì sẽ thấy là nó viết tương đối chậm, nó có thể viết từng từ ra một, hơi chậm. Nhưng mà cái công cụ này thì nó thể trả lời trong một giây, nó có thể trả lời ra cái văn bản dài, độ dài khoảng 1.000 từ. Tức là ta gõ gì vào ra hiện tượng. Và vì thế nên công cụ này có thể giúp mọi người soạn thảo ý tưởng rất nhanh. Có thể bất cứ ý tưởng gì mình có thể hỏi đáp nó. Tuy nhiên là nó đang chỉ hoạt động được về tiếng Anh thôi. Đây là công nghệ lõi do tập đoàn Meta, chính là công ty mẹ của Facebook phát triển. Tức là tất cả các ông lớn trên thế giới bây giờ đều có công cụ miễn phí cho mọi người dùng. Và đây là thời đại mà chúng ta có hàng đống những cái thư viện to bằng 100 triệu cuốn sách, 200 triệu cuốn sách nên tùy thuận. Và mọi người có thể tưởng tượng là vì thế giáo dục sẽ thay đổi ra sao khi mà con người được dễ dàng là truy cập những cái nguồn tài nguyên trí thức khổng lồ như vậy. Đã phải đóng cuốn sách nhỉ? Thế câu chuyện là, thế nó vừa giống như những cỗ xe thế hệ mới, nó lại vừa giống như những cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại. Thế thì liệu chúng ta làm thế nào để vừa học được cách lái xe, có thể nói vui là vừa lái xe vừa đọc sách, phải học. Mọi người có thể bắt đầu với nó rất dễ bằng cách là hỏi nó, nói xin chào, xong nói hãy hướng dẫn tôi cách dùng ChatGPT, hãy hỏi bất cứ vấn đề gì mà mình mông lung trong đầu. Từ trước giờ mình không biết hỏi ai thì hãy hỏi AI. Không biết hỏi ai thì hỏi AI, rất đơn giản, nó như là chat với một người bạn. Và gần như tất cả mọi người đều biết dùng, bởi vì bây giờ ai dùng điện thoại biết nhắn tin, ai chẳng biết chat. Thế câu chuyện là bây giờ mở nó ra là chat, mọi người đăng ký xong là mọi người đã biết dùng rồi. Nhưng mà để mà dùng nó thành thạo ấy thì rất khó. Ta có thể hình dung nó giống như là một kỹ năng gọi là đọc viết. Một bạn đi học hết lớp 1 đã có thể biết đọc biết viết, nhưng chính cái bạn đó học 12 năm chưa chắc đã viết được một bài văn hay. Và đấy chính là cái thách thức. Dùng mọi người sẽ cảm thấy là bản chất nó là chuyện ta tương tác với tâm trí, ta giao tiếp với cái thứ mà nó mô phỏng tâm trí con người. Nên càng dùng sẽ thấy nó càng vừa huyền diệu, vừa ma thuật, vừa dễ dàng nhưng lại vừa rất khó khăn. Và để mà nhuần nhuyễn nó, để ứng dụng được nó vào công việc thì không phải dễ. Tuy nhiên cũng không hề khó, bởi vì chúng ta đã dùng AI 20 năm qua rồi. Mọi người gõ cái gì lên Google đấy chính là dùng AI. Và việc là dùng ChatGPT bây giờ thì nó không quá khác so với dùng Google. Tuy nhiên là ví dụ dùng Google thì chúng ta có thể gõ những cái từ khóa mà không cần dùng chấm dấu phẩy gì cả. Chỉ cần tìm ra những cái từ khóa thì đó, xong mình bắt đầu đọc những cái văn bản, đọc cái website mà nó hiện ra để mình tìm thông tin. Nhưng đối với ChatGPT hay là những công cụ AI hiện đại thì chúng ta phải viết thành văn, chúng ta phải viết thành những cái đoạn văn sao cho nó dễ hiểu, càng dễ hiểu càng tốt, giống như ta nói một con người. Thí dụ mọi người có thể bảo là hãy đóng vai Einstein để bình luận cho tôi về một cái bộ phim về chuyện chế tạo các nguyên tử vừa được trình bày giải Oscar, viết theo phong cách vui vẻ hài hước để tôi đăng lên Facebook chẳng hạn. Hay là hãy vẽ cho tôi một cô gái đang thu hoạch vải hay làm gì đó, và theo phong cách của họa sĩ Van Gogh, hay là sáng tác cho tôi một bài hát ca ngợi về Hải Dương vân vân. Thì tất cả những thứ đó nó đáp ứng cho chúng ta trong vài giây hoặc vài phút, và ta thể là sáng tác một bài hát như là tiến sĩ Lê Đồng Nhất phải nói, tức là các nhạc sĩ ở Hội Âm nhạc Việt Nam chỉ mất 3 phút thôi có thể làm ra mấy bài, 10 phút có thể làm mấy trăm bài, là bài đỏ. Nhưng quan trọng là bài nào hay thì mình phải chọn, cái cách mình viết ra sao thì mình phải chọn. Và thường là cái cách viết bây giờ ấy, thì nó phải giống như là viết cho con người đọc, chứ nó không phải là chuyện ta ra vài cái keyword như trước nữa. Và vì thế nên phải luyện tập bản chất, nó chính là luyện viết văn. Và tất cả những thứ này thì bây giờ chúng ta gọi là prompt. Tiếng Việt có nghĩa là dẫn dắt, dẫn hướng cho AI nó hiểu mình muốn cái gì và nó đáp ứng mình. Cho nên là vẫn thì đây là cái tính, phải luyện. Cái tính là do nhưng mà rất dễ. Mọi người chỉ cần gọi là dành thời gian khoảng độ 15 phút một ngày sử dụng. Và nếu khi nào mọi người có 30 ngày liên tục đều dùng AI thì lúc đó mọi người có thể hình dung mình đã thoát được cái lớp vỡ lòng về sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Và khi mà thoát cái lớp vỡ lòng đó thì mọi người có thể tâm niệm là mình đang giỏi AI hơn 95% những người khác trên thế giới này rồi. Bởi vì hầu hết mọi người trên thế giới là mới biết nó, tối đa là 1,5 năm thôi, hầu như là còn chưa biết. Và cái việc luyện tập rất là đơn giản nhưng mà cần phải được số thế giới. Thế thì bây giờ nếu mà mọi người lên internet ấy, và xem những cái khóa học dạng AI của người nước ngoài cung cấp đây trên mạng ấy, có thể họ cung cấp bằng ngôn ngữ khác nhưng có thể dịch ra tiếng Việt dễ dàng, thì mọi người sẽ thấy là họ dạy những cái thứ mà có thể không phù hợp với người Việt Nam lắm. Vì sao? Vì người những nước phát triển họ đang học AI theo hình thức khác. Họ là những người mà thu nhập có thể gấp trung bình gấp 10 lần chúng ta. Người Hàn, người Nhật, người Pháp, người Đức, người Ý, người Mỹ, thậm chí người Singapore thu nhập gấp 20 lần đầu người chúng ta mỗi năm. Thì họ học để họ giữ cái vị thế hàng đầu trong chuỗi lao động của họ. Họ học để họ tự động hóa, họ tiết kiệm thời gian, họ tăng năng suất, nhưng có thể chỉ tăng được vài chục phần trăm công việc là tối đa. Bởi vì họ là người đứng đầu trong chuỗi lao động rồi. Chính họ là những người trả lương những người khác trên khắp thế giới này. Nhưng người Việt Nam thì sao? Nếu mà chúng ta cũng học AI chỉ để tăng vài chục phần trăm năng suất theo những cái thứ mà người nước ngoài họ dạy. Thế thì bây giờ giả sử chúng ta đang thu nhập trung bình khoảng 450 đô một người một năm, thì tăng vài chục phần trăm thì sang năm lên 500-600 đô không đáng. Chúng ta phải học để tăng vài trăm phần trăm năng suất. Phải làm thế nào để người Việt Nam thu nhập gấp 3, gấp 5 lần trong khoảng thời gian rất nhanh, nhờ việc lần đầu tiên chúng ta được dùng cái công nghệ đỉnh cao nhất của cách mạng công nghiệp cùng lúc với người lao động nước ngoài. Và vì thế nên chúng ta phải tự sáng tạo ra những cái cách dùng trí tuệ nhân tạo riêng cho chúng ta. Chúng ta phải tự tìm đường đi. Người nước ngoài họ sẽ không dạy chúng ta được những thứ này, hoặc là họ sẽ không muốn dạy. Đây chính là một cái khảo sát gần đây, khi mà người ta đi hỏi người ở các quốc gia phát triển về chuyện dùng AI, thì cái một trong những nước mà dân trí cao nhất thế giới là Đan Mạch, thì họ trả lời là 39% là chưa từng nghe đến ChatGPT, 25% là không biết, cũng là không chắc chắn đã nghe hay chưa, máng máng gì đó nhưng mà chưa dùng, 15% là dùng 1-2 lần, 9% là dùng hàng tháng, 8% là dùng hàng tuần, còn lại chỉ có vài phần trăm thôi là dùng hàng ngày. Đấy là Đan Mạch. Còn các nước như là Mỹ, Anh, Argentina, Pháp, Nhật Bản đã thực thị tỷ lệ dùng còn thấp hơn rất nhiều, và đang hơn một nửa dân số của các nước này là chưa từng nghe đến nó. Còn cái hệ thống mà mạnh mẽ thứ hai là Google Gemini của Google thì còn ít người dùng hơn rất nhiều. Copilot của Microsoft còn rất ít người dùng. Cái biểu đồ này cho mọi người thấy là hầu hết những người lao động ở các quốc gia phát triển ấy, họ cũng chưa từng được nghe về cái này đâu. Chúng ta ngồi ở đây hôm nay trao đổi với nhau về trí tuệ nhân tạo là một trong những cái nhóm người tiên phong trên thế giới trong việc là nắm bắt những cái công nghệ này. Lần đầu tiên người Việt Nam có cái cơ hội này. Ba cuộc cách mạng công nghiệp trước là cha ông chúng ta là chìm trong chiến tranh, chìm trong loạn lạc. Chúng ta đi chậm hơn người nước ngoài hàng chục, hàng trăm năm về chuyện tiếp cận những công nghệ mới. Nhưng đây là lần đầu tiên người Việt Nam mình được sống trong hòa bình, trong thịnh vượng. 80% dân số là có điện thoại thông minh ở trong túi quần. Thậm chí đi đến vùng biên giới cũng sẽ rất hay gặp những cảnh các em nhỏ ở Trân Châu mà lấy điện thoại là xem TikTok, xem YouTube. Ai có cơ hội dùng internet và chi phí rất thấp, một cái điện thoại tầm 500.000 thôi là bây giờ có thể dùng ChatGPT miễn phí. Lần đầu tiên chúng ta có cơ hội học một cái công nghệ đỉnh cao nhất thế giới, một cái thứ để thay đổi lao động cùng lúc với người lao động nước ngoài, nếu không nói là còn sớm hơn. Rất ít quốc gia mà đi khắp nơi có thể dùng wifi miễn phí như ở Việt Nam. Mọi người mà đi nước ngoài mọi người sẽ cảm nhận thấy cái đấy rất rõ. Và người nước ngoài, người các nước đang phát triển thì họ đang rất sợ. Đây là một cái khảo sát khác của Đại học Stanford. Và cách đây họ vừa ra cách đây có mấy tháng thôi, khi mà đi hỏi người lao động ở một loạt những cái nước phát triển, thế thì 69% người Úc được hỏi là đang bị sợ AI. Họ sợ vì nó sẽ lấy đi việc làm của họ, họ sợ vì nó sẽ làm biến đổi cuộc sống của họ. Sau đó là đến Anh là 65%,
Canada là 63%, Mỹ 63%, Ấn Độ là một cái quốc gia mà đi làm gia công cho các quốc gia khác rất là mạnh mẽ, thì 58% người được hỏi là cũng sợ AI. Sau đó là đến Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Hàn Quốc, vân vân, thì toàn những cái quốc gia phát triển thôi, họ đang rất là sợ. Người lao động họ cũng đang gọi là không có ai dạy, không biết học từ đâu, hoặc là cũng đang không biết nó là cái gì và chưa có nhiều trải nghiệm với nó, chưa biết dùng nó cho công việc, và vì thế họ đang bị hoảng sợ. Nhưng tuy nhiên đối với người Việt Nam thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn rất nhiều, bởi vì lần đầu tiên chúng ta có một cái loại công cụ mà giúp chúng ta dễ dàng chạm vào cái gọi là nền kinh tế số. Cái nền kinh tế truyền thống của chúng ta là cái thứ bị bao bọc ở biên giới lãnh thổ, thì hiện giờ tổng thu nhập quốc dân của chúng ta một năm mới chỉ được hơn 400 tỷ đô la thôi, nhưng tổng thu nhập của toàn cầu một năm là hơn 100.000 tỷ đô la. Và bây giờ với AI thì chúng ta có thể ngồi ngay ở đây, sang Pháp buôn bán, sang Mỹ trao đổi với đối tác vân vân một cách dễ dàng. Các em học sinh có thể đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản sau một cái khóa học tiếng Nhật rất là ngắn, và với sự trợ giúp của AI sang đấy có thể học được rất nhiều những cái tri thức khác liên tục và không bị là khó khăn như trước đây. Hoặc là ngồi ngay trên Internet và thể chạm vào các thị trường lớn trên thế giới để tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm cách hợp tác và phát triển kinh tế. Thì cái đó gọi là nền kinh tế số, và nó đang mở ra một cơ hội cực kỳ lớn cho người Việt Nam. Cái gọi là kinh tế số này thì có thể nó không quá khó hình dung đâu. Mọi người cứ nhớ lại thời Covid ấy, rất nhiều chị em bắt đầu lên các cái group ở trên mạng để bán hàng online. Ở thành phố ấy, thậm chí có nhiều chị em sau Covid là nghỉ việc, bởi vì thấy là bán hàng online trên mạng thu nhập còn cao gấp rất nhiều lần lương, là thời gian để chăm sóc gia đình các thứ nó có nhiều hơn. Cái đấy chính là một cái sự thể hiện của kinh tế số, cho mọi người bắt đầu chuyển dịch sang việc kiếm tiền trên mạng. Và cái việc kiếm tiền trên mạng này thì người trên thế giới họ đã làm từ rất lâu rồi. Chúng ta nhìn vào danh sách 10 cái tỷ phú lớn nhất thế giới thì có khi phải 8-10 là tiền của họ đến từ trên mạng hết. Tiền từ bán phần mềm, bán các loại dịch vụ trên Internet, chứ không phải là bán những cái vật phẩm truyền thống nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cũng có cơ hội đấy. Cỗ xe mới của chúng ta chính là trí tuệ nhân tạo. Và người Việt Nam thì bây giờ có một cơ hội cực lớn so với người lao động các nước phát triển. Đấy là chuyện AI nó đang giúp chúng ta vượt qua hàng loạt cái rào cản truyền thống. Cái rào cản đầu tiên ấy chính là rào cản ngôn ngữ. Nó là một cái loại rào cản mà nó ngăn cách giữa các xã hội, giữa các nhóm người với nhau. Thậm chí Internet thì mọi người thấy là nó không biên giới, nhưng thật ra biên giới của nó vô hình. Chúng ta mà không biết tiếng Trung thì chúng ta sẽ không bao giờ sang Internet Trung Quốc để sinh hoạt được. Thế giới Internet ở Trung Quốc nó vô vàn thứ hay ho, nhưng mà nếu ta không biết tiếng Trung thì ta không chạm vào được. Thế giới Internet ở Mỹ, ở Pháp, ở châu Âu, ở khắp các quốc gia lớn, hầu hết chúng ta không chạm vào được vì ta không biết ngôn ngữ của họ. Nó có những cái rào cản vô hình. Thì bây giờ một cái hệ thống AI nó có thể nắm được khoảng hơn 200 cái ngôn ngữ lớn khác nhau trên khắp thế giới, và nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chạm vào những cái xã hội khác bằng cả giọng nói, bằng cả chữ viết, bằng cả hình ảnh một cách dễ dàng. Và vì thế cái rào cản ngôn ngữ ngày càng tan biến đi. Ban nãy trong cái clip của GHL mọi người sẽ thấy một cái đoạn ngắn là có một anh học viên nói chuyện với cô giáo mình. Anh học viên này chỉ nói tiếng Việt thôi, cô giáo nói tiếng Nhật, và đứng giữa là cái ChatGPT. Thì ngay cái điện thoại bây giờ của mọi người cũng làm được mấy rồi. Cái phiên bản miễn phí bây giờ mọi người giả sử gặp một anh Hàn Quốc thì chỉ cần mở ChatGPT ra bảo là tôi muốn bạn đóng vai trò là một thông dịch viên của tôi. Và nếu bạn nghe thấy tiếng Hàn Quốc thì hãy đọc lại sang tiếng Việt. Và nếu bạn nghe thấy tiếng Việt thì hãy đọc lại sang tiếng Hàn. Thế lập tức nó biến thành một người phiên dịch cho mình. Và anh Hàn Quốc cứ nói tiếng Hàn, mình cứ nói tiếng Việt, hai bên hiểu nhau một cách dễ dàng. Và sắp tới thì khi mà điện thoại iPhone của chúng ta cuối năm nay được nâng cấp lên phiên bản iOS 18 thì có thể là câu chuyện là hai người, một người Hàn Quốc, một người Việt, hay là một người Nhật, một người Việt, hai người chỉ cần đeo hai cái tai nghe xong có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, và máy nó sẽ đọc lại cho mình sang tiếng mẹ đẻ. Ông kia nói tiếng Nhật thì nó sẽ đọc lại sang tiếng Việt cho mình. Và câu chuyện là học ngoại ngữ có thể trở thành việc không quá cần thiết,
con người trên khắp thế giới thể giao tiếp với nhau dễ dàng. Trên mạng vẫn còn. Và từ đó những cái rào cản khác như rào cản về văn hóa, về giáo dục, về việc làm nó cũng được phá bỏ. Khi mà chúng ta biết dùng ngôn ngữ để giao tiếp với người nước ngoài được thì chúng ta làm việc với họ dễ dàng hơn rất nhiều và đấy là một cái cơ hội lớn. Và có một cái siêu năng lực của người Việt Nam, siêu năng lực đây là chính của, tức là chúng ta nghèo. Nghèo trước đây là một cái thứ mà rất là khó khăn, nhưng bây giờ nhờ có nghèo thì chúng ta đang có cơ hội rất lớn. Thu nhập đầu người của người Việt Nam đều đang bằng 1/10 các quốc gia phát triển. Ta khoảng hơn 400 đô thì họ là hơn 4.000 đô một tháng, hơn 40.000 đô một năm, xin lỗi. Ta được khoảng hơn 4.000 đô một năm thì họ là hơn 40.000 đô. Thậm chí Singapore hơn 80.000 đô la một năm. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng ta được dùng những cái công nghệ mới nhất cùng lúc với họ. Chúng ta có thể làm được những cái việc mà có khi họ không biết làm. Ta phải ngồi đây nhưng mà bán hàng xuyên biên giới chẳng hạn, bán hàng Trung Quốc sang Mỹ chẳng hạn, người Mỹ chưa chắc đã biết làm. Nhưng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam bây giờ là có thể ngồi Việt Nam bán hàng Trung Quốc sang Mỹ để kiếm tiền. Và rất nhiều cơ hội mở ra. Và bởi vì ta đang thu nhập quá thấp nên ta có cái cơ hội để tăng trưởng cái mức thu nhập của mình rất nhanh. Người lao động Việt Nam đang đứng trước một cơ hội cực lớn. Chúng ta có một siêu năng lực là nghèo. Họ giàu rồi thì họ không thể tăng trưởng nhanh được. Nhưng mà ta đang có thể tăng trưởng rất nhanh nếu ta biết dùng trí tuệ nhân tạo để vượt qua những cái rào cản. Và nếu mà chúng ta vì lo tiếp, tức là dữ liệu là dòng mỏ mới, AI là các cỗ xe mới, thì người lao động Việt Nam chính là những người tài xế mới. Chúng ta phải học lái xe. Lái xe thạo thì chúng ta sẽ đi được khắp nơi trên nền kinh tế số và tìm kiếm những cơ hội rất mới, những cơ hội tuyệt vời hơn trước đây rất nhiều lần. Và để mà cái người tài xế mới đấy có thể biết được kỹ năng thì nó có một cái loại tư duy gọi là tư duy AI first, tức là tư duy gọi là AI là cái thứ đầu tiên mà ta cần phải nắm lấy. Nó có một số cái nội hàm như thế này. AI first, first tức là đầu tiên, AI là trí tuệ nhân tạo. Thế ta hiểu nó như thế nào? Đầu tiên có thể hiểu nôm na, AI nó bây giờ cần trở thành cái công cụ đầu tiên trong cuộc sống và công việc của mỗi người. Ta gặp bất cứ một cái vấn đề gì khó khăn trong công việc hay trong cuộc sống thì ta hãy dùng nó như một cái trợ thủ, dùng nó như một cái trợ lý, dùng nó như một công cụ hỗ trợ mình đầu tiên. Hỏi nó, giao tiếp với nó, nhờ nó tư vấn, lấy thông tin ra từ nó. Và nhờ thế nên là ta gặp bất cứ vấn đề gì là lôi AI ra để xử lý trước. Sau đó thì ta mới tương tác với những người khác, ta mới tương tác với xã hội. Bởi vì nó quá dễ, nó ngay trong túi quần của mình. Nếu ai mà hình thành được cái việc là dùng nó như một công cụ đầu tiên thì người đấy đã nâng cấp cái cách thức mình xử lý công việc rất nhiều rồi. Và đây chính là chuyển đổi số. Nhưng cái cách hiểu thứ hai của AI first đấy chính là hiểu AI nó như là cái cỗ máy đầu tiên trong cái đoàn tàu tri thức của chúng ta. Mọi người hình dung là tất cả các kỹ năng, tất cả kinh nghiệm sống, tất cả những cái tri thức mà mình đã tích lũy được trong cả đời nó như là những cái toa tàu móc xích vào nhau. Và bây giờ mỗi người thì dẫn trên cái đoàn tàu đấy để chạy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta hình dung AI nó là cái đầu tàu kéo mới lắp vào thì cái toa tàu của chúng ta chạy nhanh gấp 10 lần. Thì đấy chính là tư duy AI first. Cái hình dung là tri thức của chúng ta là cái thứ rất quý, đừng bỏ nó đi mà hãy nâng cấp nó bằng cách là lắp thêm cái động cơ mới cho nó để nó thể hoạt động nhanh hơn. Những cái thứ ta từng biết bây giờ sẽ giúp chúng ta nâng cao lên, nâng cấp lên, tăng trưởng, chạy nhanh hơn. Và đấy chính là một cái hình dung về AI first, là AI như một cái toa tàu mới trong cái đoàn tàu tri thức của mỗi người, trong cái đoàn tàu kỹ năng của mỗi người. Và một cái cách hiểu nữa về AI first đấy chính là AI là cái cơ hội để chúng ta tiên phong. Mọi người thấy là thống kê người khắp thế giới bây giờ hầu hết là chưa biết dùng ChatGPT. 95% người lao động trên khắp thế giới là chưa biết dùng AI thế hệ mới. Nếu chúng ta dùng sớm, nếu chúng ta biết làm chủ nó sớm thì chúng ta chính là những người lao động tiên phong ở cấp độ toàn cầu. Chúng ta sẽ được gọi là tiếp cận những cái cách thức giải quyết vấn đề nó khác hẳn so với những người lao động khác.
và đấy chính là cơ hội chúng ta tiên phong trong đội ngũ lao động toàn cầu. Đấy chính là một cách hình dung về iFirst, tức là chúng ta đứng đầu so với người lao động trên khắp thế giới về mặt sử dụng kỹ năng mới. Và một cách hình dung AI First khác đấy chính là AI chính là cái người đại diện cho chúng ta trên không gian số. Rồi mọi người sẽ thấy chỉ vài năm nữa thôi, mỗi anh chị ngồi đây sẽ có hàng chục con AI đại diện cho mình. Con thì sẽ chuyên đại diện để giao tiếp với cô giáo để kiểm soát thông tin học tập của con cái. Con thì sẽ xử lý công việc, con thì sẽ chuyên tương tác với học sinh, con thì lại chuyên đi mua bán, đầu tư vân vân. Mỗi thứ nó sẽ đại diện cho chúng ta ở một cái khía cạnh trong cuộc sống. Và những công nghệ này bây giờ bắt đầu trở nên có sẵn, và nó giúp cho mỗi người sẽ có rất nhiều phiên bản số của bản thân để gọi là giúp mình trong công việc, giúp mình trong cuộc sống. Đấy cũng là một tư duy AI First, tức là đừng gọi điện thoại cho tôi vội, hãy nói chuyện với con AI của tôi để tìm thông tin. Và lúc nào cần nói chuyện với tôi thì hãy nói. Sắp tới mọi người sẽ đều như vậy. Trước đây cái mạng xã hội của chúng ta là mạng xã hội giữa người với người, thì bây giờ sẽ là cái thời đại là người, máy, người. Chúng ta sẽ giao tiếp với máy trước khi giao tiếp với con người. Thì đấy cũng là AI First. Và một cái tư duy AI First khác cực kỳ quan trọng đối với giáo dục, đấy chính là trí tuệ nhân tạo sẽ thành một cái công cụ để giúp chúng ta học tập suốt đời. Lúc nào nó cũng là trợ lý, là sẵn sàng giải đáp bất cứ vấn đề gì cho mình, sẵn sàng tư vấn bất cứ vấn đề gì, sẵn sàng giúp mình đi khám phá thông tin và tri thức. Và ai trên đời này cũng thế. Và AI nó sẽ không biến mất giống như các loại công nghệ khác. Có rất nhiều một số công nghệ không phải thấy là nó xuất hiện một thời gian sau đó nó biến mất, không ai dùng nó nữa. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì nó phát triển lên được 80 năm rồi. Và bây giờ nó giống như điện. Một khi chúng ta đã dùng điện là chúng ta sẽ bắt đầu không tắt điện nữa. Chúng ta cứ thế mà dùng. Và AI rồi nó cũng như vậy. Và vì thế nên là nó sẽ đi vào cuộc sống của mình và nó sẽ tồn tại, có thể là suốt đời. Và vì thế nó sẽ biến thành công cụ giúp chúng ta học tập suốt đời. Lần đầu tiên chúng ta sẽ có một thầy giáo tiếng Anh hay là thầy giáo tiếng Nhật mà sẵn sàng nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật hay bất cứ thứ tiếng nào chúng ta muốn học, suốt cả ngày cũng được, hay học bất cứ vấn đề gì cũng vậy. Và học tập suốt đời chính là một cơ hội lớn của con người thời đại bây giờ nhờ có AI. Thì đấy là những cái dạng tư duy AI First. Và để mà luyện được cái tư duy AI First đấy thì chúng ta phải luyện, bởi vì thực ra là chúng ta cũng đang đứng trước rất nhiều thách thức chứ không chỉ có cơ hội. Gần đây có một cái khảo sát của tập đoàn IBM là họ cho thấy họ khi mà họ đi hỏi khoảng độ 3.000 cái giám đốc các doanh nghiệp mà có dùng trí tuệ nhân tạo ở Mỹ, thì họ cuối cùng họ kết luận là chỉ từ giờ đến năm 2026 40% người lao động trên toàn cầu sẽ bị đào thải, sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi trí tuệ nhân tạo. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thì nếu mọi người nhớ thì nó có cái phong trào là đập phá máy móc. Cho những người công nhân bị mất việc, bị đào thải bởi vì những dây chuyền máy móc tự động nó lấy đi công việc của họ. Họ không biết làm nào cả, họ kéo nhau đến là đập phá những cái nhà máy, đốt những cái cỗ máy hơi nước. Đấy là gọi là phong trào đập phá máy móc diễn ra ở Anh cách đây khoảng 200 năm. Thế thì bây giờ người lao động cũng đang đối diện chuyện đấy. Nếu chúng ta làm chủ được AI thì chúng ta có cơ hội gọi là tạo ra rất nhiều công việc mới, làm được rất nhiều cái công việc cao cấp hơn, lương cao hơn và lấy đi rất nhiều công việc của những người khác trên khắp thế giới. Nó là một cuộc cạnh tranh. Chính người Việt Nam người đang có thể có cơ hội lấy đi công việc của rất nhiều người các nước phát triển. Nếu người các nước phát triển họ không học kịp, mà rõ ràng là họ đang không học kịp. Gần 50% người các nước phát triển đến bây giờ vẫn chưa từng nghe đến ChatGPT. Thế thì còn lâu họ mới có thể tiếp thu được những cái công nghệ này. Và vì vậy những người lao động tiên tiến ở Việt Nam, những người học nhanh, những người được dùng Internet hàng ngày và làm chủ được AI, thì chính là chúng ta đang tham gia một cái cuộc đua trên thị trường toàn cầu về việc là làm chủ công nghệ mới và có thể là chiếm hữu được những cái cơ hội mới của tương lai. Nhưng nếu chúng ta không học, nếu chúng ta không làm chủ được nó thì chúng ta sẽ lại đứng vào đội ngũ của những người bị đào thải này. Bởi vì nó lên đến 40% người lao động trên khắp thế giới. Và những 60% còn lại sẽ là những người già, những người mà đang về hưu, hoặc là những người lao động cấp thấp, những người mà trí tuệ nhân tạo sẽ chưa đào thải ngay.
những cái người làm ví dụ bây giờ đi công bê ở quán cà phê lương khoảng $1 một tiếng, 25.000 đồng trong một giờ lao động, thì AI nó chưa đào thải ngay, nhưng nó sẽ đào thải những cái người mà có trình độ giáo dục tốt, có bằng cấp, có vị trí xã hội, những người làm quản lý, hoặc là những người mà là nói chung là càng ở trên tầng cao mà không chiếm hữu được AI thì sẽ bị đào thải sớm, bởi vì cái khả năng của AI nó vượt qua cả người bình thường, thậm chí là nó đang vượt qua các chuyên gia. Cách đây khoảng 2 tháng thôi thì có một cái team nghiên cứu ở Ireland, họ đo cho các dạng AI tốt nhất thế giới làm những cái bài kiểm tra trí thông minh, cái bài gọi là test IQ, phát hiện ra là AI hiện đại bây giờ nó được khoảng 105 điểm IQ, trong khi đa phần người bình thường chỉ được 85 điểm, tức là nó chỉ số IQ là nó vượt qua người bình thường. Thế nên cuộc đua này cũng rất thách thức và nó chỉ diễn ra chỉ trong 2-3 năm tới thôi. Và chúng ta có 3 trụ cột để đua, chính là những cái thứ mà chúng ta đã trao đổi với nhau từ đầu đến giờ. Đấy là xăng, đấy là xe, và đấy là tài xế. Xăng chính là dữ liệu, xăng mới. Xe chính là các hệ thống trí tuệ nhân tạo mới. Và tài xế chính là cái thứ mà người Việt Nam mạnh nhất. Ta chỉ có con người thôi, ta không có nhiều dữ liệu. Dữ liệu của chúng ta hầu như là bị thất thoát sang nước ngoài. Anh chị mà mở điện thoại của mình ra sẽ thấy 100 cái phần mềm mà mình dùng thì có khi hơn 90 cái là của người nước ngoài phát triển. Và bất cứ một cái hành vi gì của chúng ta trên đó nó được số hóa thành dữ liệu thì nó chảy ra máy chủ nước ngoài. Chúng ta mất dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo thì bây giờ chúng ta không chế ra được những cái công cụ mạnh như của người nước ngoài. Những cái ChatGPT nó thử hoặc rất nhiều phần mềm khác nó được nâng cấp liên tục và nó như những cỗ siêu xe ấy. Họ lại sẵn sàng xếp ra và kia cho chúng ta dùng thoải mái. Trong khi bây giờ một doanh nghiệp ở Việt Nam, kể cả các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chế ra một cái AI rất là bắt đỏ tốn kém nhưng mà lại lạc hậu. Giống như chúng ta chỉ chế ra cái công nông, còn Tây thì họ chế ra siêu xe và xếp đầy đường chúng ta được. Nhưng chúng ta có thế mạnh cực lớn đấy là nhân lực. Ta có 100 triệu người và đang là rất trẻ, học rất nhanh, internet ở khắp nơi. 80% người lao động Việt Nam, 80% dân số Việt Nam thì là đang được dùng internet, đang có điện thoại thông minh ở trong túi quần. Thậm chí sắp tới người ta tắt sóng 2G đi, tức là những cái điện thoại cục gạch không dùng được nữa ấy, thì có thể 90% người dân Việt Nam sẽ có điện thoại thông minh. Cơ hội chưa từng có và nhiệm vụ của chúng ta chỉ là học lái xe mà thôi, biến những người nhân lực thông thường thành nhân lực số biết dùng AI để khai thác dữ liệu, thì chúng ta sẽ có một cái hướng phát triển và cứ dựa theo ba cái trụ cột này để tối ưu bất cứ một cái dự án chuyển đổi số thế hệ mới nào. Có khi cũng chỉ cần dựa trên 3 trụ cột này. Và đối với người Việt Nam trong 2-3 năm tới thì 80% nguồn lực chúng ta có thể dồn vào việc là đào tạo tài xế mới, dạy lái xe trên diện rộng. Và đối với người Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái khía cạnh rất là khác với người nước ngoài. Giả sử bây giờ mọi người là một anh người Mỹ, anh đi du lịch khắp thế giới mà anh không cần phải học ngoại ngữ, đi đâu anh cũng sẽ kỳ vọng là người này đây phải biết nói tiếng Anh để giao tiếp với tôi là người nước giàu, tôi đem lại cơ hội cho bạn, tôi tiếng của tôi là cái tiếng quốc tế phổ biến, ai cũng phải học tiếng của tôi. Người Mỹ đi đâu không ngờ họ học tiếng nước ngoài, thậm chí người Nhật cũng đến mức đấy, nhưng người Việt Nam thì buộc chúng ta phải học, chúng ta phải giao tiếp được. Chúng ta không thể đi ra nước ngoài chúng ta yêu cầu người ta biết tiếng Việt để giao tiếp với mình. Đấy chính là cái khác của người lao động Việt Nam so với người lao động nước ngoài. Và vì thế, người lao động nước ngoài có thể họ không quá quan tâm đến một cái tính năng cực mạnh của AI, đấy là khả năng giúp chúng ta vượt qua rào cản ngôn ngữ mà những người lao động Việt Nam lại rất cần xoáy vào. Đấy chính là cái khác. Và khi chúng ta nói về ngôn ngữ ấy, thì thật ra nó không chỉ có ngoại ngữ đâu. Ngôn ngữ cũng là cái thứ vô hình mà cũng gọi là chia cách người với người trong xã hội. Những người biết ngôn ngữ âm nhạc, họ sẽ chơi với nhau, tức là hội nhạc sĩ, họ sẽ nói chuyện được với nhau bằng ngôn ngữ âm nhạc. Những người biết ngôn ngữ hội họa, họ sẽ nói chuyện được với nhau. Những người biết ngôn ngữ lập trình để viết phần mềm, họ sẽ làm việc được với nhau. Những người không biết thì sẽ không tham gia vào được. Những người biết một cái ngôn ngữ chuyên môn, chuyên ngành gì đó, ngành chế tạo ô tô hay gì đó chẳng hạn, thì họ cũng sẽ làm việc với nhau. Và những cái ngôn ngữ chuyên môn đó, nó chia cách con người trong xã hội. Nhưng bây giờ là rất hay, tức là trí tuệ nhân tạo. The mic is actually xin lỗi.
Trí tuệ nhân tạo nó đã giúp con người vượt qua những cái rào cản đó một cách dễ dàng. Và thậm chí đây là mời mọi người xem cái clip vui. Đây là con khỉ. Mọi người có nhớ cái anh mà bị liệt mặt này không? Thì trước khi mà người ta lắp chip vào trong não người thì thí nghiệm trên các loài động vật, trên khỉ, trên lợn rất nhiều. Và đây là một con khỉ sau khi mà được lắp cái chip vào trong não, nó đã biết dùng tiếng Anh. Nó có thể dùng suy nghĩ của nó để lắp ghép ra một câu tiếng Anh để yêu cầu người khác mang đồ ăn về cho nó. Cái câu tiếng Anh nó ở bên trên. Thậm chí nó còn biết dùng từ please, tức là xin, xin hãy mang. Mời mọi người xem, nó đang đứng ngồi trước một cái bức tường kính. Và nó sẽ điều khiển cái máy tính như kia lắp thành một câu lệnh bằng tiếng Anh. The monkey is actually enjoying doing the demos because they and they get the banana smoothie and it's kind of a fun game. So, I guess more from it because like we care a great deal about animal welfare and I'm pretty sure like our monkeys are pretty happy, you know. So you can see a quick decision maker on the fruit front. Đấy là một cái thí dụ của việc là một con vật bây giờ nó cũng vượt qua được rào cản ngôn ngữ. Thậm chí cách đây khoảng một tuần thì có một cái bài báo nghiên cứu khác là họ dùng trí tuệ nhân tạo ấy, khi họ đi thu âm rất nhiều cái tiếng của các con voi, họ phát hiện ra là con voi nó biết đặt tên cho nhau, nó biết gọi nhau bằng những cái tên riêng. Lần đầu tiên người phát hiện ra là có những loài vật nó biết đặt tên cho các con vật giống như là con người. Thế bây giờ bắt đầu đến cái lúc mà chúng ta bắt đầu hiểu ngôn ngữ của các loài khác, và thậm chí chúng ta có thể biến những loài khác thành những loài có thể dùng ngôn ngữ tự nhiên của mình, là cái thứ mà vốn trước giờ ta chỉ giao tiếp với đồng loại mà thôi. Đấy là một cái thí dụ nhỏ vui vui thôi của việc mà vượt qua rào cản ngôn ngữ ở thời đại của trí tuệ nhân tạo nó dễ như thế nào. Đối với con người thì chúng ta có rất nhiều những loại rào cản ngôn ngữ khác để vượt qua, và AI bây giờ nó giúp chúng ta một cách dễ dàng. Mọi người có thể sau cái buổi hôm nay và sau khi mà chúng ta thực hành 1-2 tuần thì mọi người có thể sáng tác nhạc, vẽ tranh, làm thơ, làm được rất nhiều thứ, làm những cái thứ mà trước đây thường là người ta gọi là nghệ sĩ mới làm được, thì bây giờ một người bình thường hoàn toàn có thể làm được, và với cái chất lượng có khi phải là 80% những người nghệ sĩ thực thụ. Rất nhiều cái loại ngôn ngữ thông thường mà vốn ngăn cách chúng ta thì bây giờ chúng ta vượt qua được, và cái đầu tiên chính là ngoại ngữ, thì đấy là cơ hội cực kỳ lớn. Và khi mà chúng ta đã làm chủ được khả năng gọi là vượt qua rào cản ngôn ngữ rồi, thì một trong những cái thứ dễ dàng nhất để giúp chúng ta tạo ra lợi ích đấy chính là ta ứng dụng nó để sản xuất nội dung. Thí dụ các thầy cô mà viết được một cuốn sách thì xuất bản nó bằng 30 tiếng, hay viết những cái tài liệu, hay là rất nhiều người có thể buôn bán xuyên biên giới bằng cách là viết những cái nội dung mà trước đây mình không viết được. Ví dụ có khoảng 15 triệu khách du lịch đến Việt Nam mỗi năm, có rất nhiều người Hàn Quốc, rất nhiều người Nhật, có khoảng 3 triệu người nước ngoài sống ở Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp có thể bán hàng cho họ bằng cách là tạo ra những nội dung cho họ. Thậm chí ngồi ở Việt Nam và tương tác thẳng với nước ngoài bằng cách viết ra những nội dung buôn bán với họ. Thì rất nhiều cơ hội được mở ra. Và trên Internet thì người ta hay ví von là nội dung là vua, nên những người làm chủ cái việc sản xuất và phân phối nội dung trên Internet thì là vua. Điển hình là ông Google, ông ấy phân phối hàng tỷ nội dung cho hàng tỷ người hàng ngày thông qua cái máy tìm kiếm. Hay là điển hình là ông Facebook, ông Mark Zuckerberg, ông ấy phân phối hàng tỷ nội dung cho hàng tỷ người tạo ra trên mạng xã hội cho nhau. Đấy là những vị vua. Nhưng bây giờ thì từng người chúng ta nếu mà làm chủ được khả năng gọi là sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ, chúng ta cũng sẽ làm vua. Chỉ cần mọi người biết viết một cái bài tiếng Việt thôi, mọi người thấy nó thật hay thì mọi người chỉ bảo AI là hãy chuyển bài này sang tiếng Nhật cho tôi, thì lập tức là sẽ có những cái nội dung giống như là các anh chị ở GHL lúc nãy trình bày mọi người. Là một cái clip bằng tiếng Nhật cho người Nhật nghe rất là dễ dàng, và chúng ta có thể làm cái đấy rất dễ. Thế thì để mà bắt đầu nhanh, sau đây thì là một cái cách mà để tất cả mọi người có thể bắt đầu nhanh với ChatGPT. Vì ban nãy mọi người đã cài rồi thì sau đây và sau cái buổi này thì xin mời tất cả các thầy cô là lên trong cái group chung, chúng ta sẽ thực hành mỗi ngày. Và để mà bắt đầu nhanh với bất cứ cái chủ đề gì thì có một cách đơn giản như thế này: mọi người chỉ cần biết cái từ khóa đấy thôi, xong mọi người hãy bảo ChatGPT là đặt ra được 10 câu hỏi hay là 20 câu hỏi khác nhau xoay quanh chủ đề đấy của tôi.
Giả sử đấy là chủ đề mà là đào tạo ở thế hệ mới chẳng hạn, đào tạo sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay là chủ đề học cách dùng AI ra sao, hay là chủ đề sáng tác nhạc như thế nào vân vân, bất cứ chủ đề gì mà mọi người mong luôn, thì mọi người có thể biết mỗi cái từ khóa ra xong mọi người bảo AI là hãy đặt ra 10, 20 hay là 30 câu hỏi xoay quanh chủ đề đấy cho tôi. Và tức là mọi người sẽ thấy nó viết hàng loạt câu hỏi xoay quanh chủ đề đấy ra. Và nếu mà tốt hơn nữa thì mọi người hãy dùng cái mô hình là 5W1H. 5W1H đấy tức là Who, What, When, Where, Why, How. Nó sẽ giúp cho chúng ta đặt những câu hỏi đa chiều, thuộc gọi là nhiều chiều, bởi vì mỗi một cái vấn đề nó đều là một cái thứ rất là đa diện, rất là đa chiều. Nếu mà ta đặt được các câu hỏi khác nhau xoay quanh cùng chủ đề đó, tức là đấy chính là ta tìm cách tiếp cận nó theo nhiều phương diện. Thế thì khi mà ta AI nó chỉ mất được khoảng vài chục giây để nó đặt ra hàng loạt câu hỏi, thì bước thứ hai các thầy cô sẽ bảo là hãy trả lời chi tiết từng câu hỏi một, và tức nó lại viết ra các câu trả lời. Và bước thứ ba ta yêu cầu nó là tổng hợp tất cả các câu hỏi và câu trả lời đó lại thành một bài luận. Ta yêu cầu nó là đừng không viết gạch đầu dòng, không viết headline, mà ta bắt nó viết thành cái đoạn văn liên tục, thế là nó sẽ viết ra một bài luận rất hay về cái chủ đề mà ta đang quan tâm. Và sau đó các thầy có thể đăng lên những group chung để cho người khác đọc và chia sẻ với người khác, và cứ thực hành như thế đều đặn hàng ngày. Thì chừng nào mà mọi người có 30 ngày liên tục đều dùng ChatGPT thì mọi người sẽ thoát được cái thứ gọi là vỡ lòng về AI. Lúc đó mọi người sẽ bắt đầu biết cách đặt rất nhiều những cách hỏi đáp khác cho AI để nó đáp ứng mình tốt hơn trong quá trình mình dùng. Chỉ cần mỗi ngày 15 phút thôi. Và tại sao lại là 30 ngày? Bởi vì nó biến thành thói quen. Ban nãy mọi người còn nhớ cái từ gọi là nghiện, nghiện máy tính không? Thế thì người ta định nghĩa việc nghiện ấy chẳng qua là mình làm cái gì đó liên tục 30 ngày, nó biến thành thói quen của mình. Ai nghiện thuốc lá thì ngay lập hút 30 ngày liên tục hút. Thế thì bây giờ ta dùng AI cũng vậy, ta luyện cho mình cái phản xạ và ngày nào mình cũng dùng. Thì sau 30 ngày thì mình không cần nhắc bản thân mình nữa, khi mình gặp bất cứ cái vấn đề gì mình có thể lôi AI ra và tìm cách xử lý cùng với nó. Thì đấy chính là việc mình sẽ hình thành tư duy AI first. Và đây là việc bắt đầu rất nhanh, nghĩa là có 3 bước này thôi. Bảo nó đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề nào đó mình quan tâm. Thứ hai là bảo nó trả lời. Thật ra là các thầy cô cũng có thể bảo là và hỏi thẳng nó là hay viết một bài luận về vấn đề ABC cũng được. Nó cũng sẽ viết ra. Nhưng mà chất lượng sẽ không tốt bằng việc là đầu tiên mình bắt nó đặt thật nhiều câu hỏi đa chiều về vấn đề đấy. Sau đó mình bắt nó trả lời chi tiết, sau bắt nó tổng hợp những câu hỏi câu trả lời lại thành một bài viết tổng thể. Thì mọi người sẽ thấy là mình có một bài viết rất là đa chiều, rất là đầy đủ về vấn đề mình cần quan tâm. Và cái việc này thì dùng cho bất cứ cái chủ đề nào cũng được, bất cứ ngành nghề nào cũng được. Chỉ cần biết đúng cái từ khóa thôi là tôi quan tâm vấn đề gì, đặt thật nhiều câu hỏi, trả lời, tổng hợp lại. Tất nhiên sau đó các thầy cô nếu mà dùng thạo rồi có thể bắt nó biên tập lại đấy, bắt nó chỉnh lại, thậm chí copy từ ChatGPT sang Gemini để biên tập, xong lại copy sang Clobi.ai để xuất bản một bài báo chẳng hạn, hoàn toàn có thể và chất lượng rất tốt. Nhưng tuy nhiên khi mà chúng ta dùng AI ấy, thì chúng ta phải rất tâm niệm cái việc này, và nó có thể nguyên tạo thông tin một cách khủng khiếp. Nếu nó không biết thông tin gì thì nó có thể biện ra như thật. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cỗ máy mô phỏng tâm trí. Mà có gì trong tâm trí của chúng ta? Nó toàn sự tưởng tượng thôi. Thế nên là AI bản chất nó là một cỗ máy để sinh ra sự tưởng tượng. Chúng ta có thể lái nó đến gần với hiện thực, nhưng cũng có thể lái nó đến những cái sự tưởng tượng. Và vì thế nên là khi mà chúng ta dùng AI thì chúng ta phải nâng tầm bản thân mình lên. Mình phải là người chịu trách nhiệm xuất bản những nội dung đấy. Chứ mình không được là ra lệnh một lúc xong mình không đọc lại mà mình copy gửi ngay cho người khác, thì điều đấy rất nguy hại, bởi nó có thể chứa rất nhiều thông tin sai sự thật nếu mọi người mà không muốn. Tất nhiên nếu mọi người muốn viết chuyện viễn tưởng thì có thể nó rất hay, nhưng mà nếu mọi người muốn nó đáp ứng một cái gì đấy thực tế thì sẽ rất cần phải biên tập, thậm chí biên tập lại nhiều lần, hỏi lại nhiều lần, bắt nó chỉnh sửa lại thật nhiều lần. Lúc nào mình đọc một ưng ý thôi, và thậm chí là còn phải đưa giọng văn của mình vào, đưa rất nhiều thứ, thì tất cả những kỹ năng đó ấy, phải thông qua luyện tập hàng ngày thì các thầy cô mới làm chủ. Sau buổi hôm nay thì mọi người có thể biết, nhưng mà để thực sự biến nó thành kỹ năng thì phải luyện tập hàng ngày, và đấy là cái ý nghĩa của cái group mà lúc đầu có cái QR code mà mọi người đã quan
quét cái group Facebook. Thì hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì các thầy cô bắt đầu lên trên đó đăng những cái nội dung mà mình viết về AI. Cứ cố gắng mỗi ngày đăng ít nhất một nội dung, có thể vẽ một cái bức tranh, làm thơ, vẽ hình, và chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau trên đó, và sẽ có rất nhiều cái nội dung khác để hướng dẫn mọi người cách sáng tác nhạc, cách vẽ tranh, cách làm rất nhiều thứ khác, viết những cái tài liệu vân vân, hoặc là có bất cứ vấn đề gì mọi người muốn hỏi thì có thể đăng lên trên đó, thì chúng ta cùng học với nhau. Và đây là một cái clip mời mọi người xem, tức là đây là một cái đoạn phim mà được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo, không hề có diễn viên, không hề có máy quay phim. Và người ta đang tiên đoán là chỉ trong vài năm nữa tôi sẽ có những bộ phim được giải Oscar mà không hề có diễn viên, không hề có máy quay phim nữa, mà chỉ có ông đạo diễn ngồi trong biên kịch soạn ra nội dung, sau đấy đưa cho máy tính nó vẽ. Thì mời mọi người xem cái đoạn phim ngắn do một số đoạn phim ngắn do AI nó vẽ ra. Welcome to Beyond Our Reality, a journey to parallel worlds, where we delve into the extraordinary. Episode 1 features the giraffe running nervous, and we highlight the promises of land with grace and our values. In episode 2, the assignment of the flying pigs, charming creatures that redefine the skies with their harmonious melody. Episode 3 plunges us into the depths to discover the whalebus, an elegant blend of whale and octopus ruling the ocean's abyss. Episode 4 introduces us to the eel cat, an aquatic enigma that combines the sleekness of an eel with the curiosity of a cat. Episode 5 presents the bunny armadillo, a delightful mix of bunny charm and armadillo protection, captivating our audience. Episode 6 features the horsefly, a small yet noble creature that buzzes with a blend of horse-like dignity and fly-like agility. Episode 7 explores the reptilian roo, a creature that leaps across the desert with the vigor of a kangaroo and resilience of a reptile. Our adventure culminates in episode 8 with the fox crow, a fusion of fox, coyote, and crow friend soaring from the forest to the moon. Join us on this mesmerizing journey through Beyond Our Reality, a journey through parallel worlds, and marvel.
từ cái gì ta tưởng tượng trong đầu đều có thể biến ra được thành những cái sản phẩm mà không cần phải vẽ, không cần phải ngồi viết nốt nhạc, hay là không cần phải dựng máy quay phim, hay là phim trường hàng loạt các cái thứ truyền thống có thể là sẽ biến đổi mãi mãi. Và tuy nhiên là để mà làm chủ được những dạng công nghệ này thì cái điểm mấu chốt là chúng ta rất cần phải luyện tập. Và có một cái phương pháp luyện tập rất đơn giản thôi, là mỗi ngày thực hành gọi là micro learning, học vi mô, học mỗi ngày một chút, chỉ 15 phút mỗi ngày thôi. Hàng ngày mọi người là dùng điện thoại thông minh của mình đến 5-7 tiếng, hãy dành ra 15 phút một ngày, và thậm chí 5 phút thôi, để giao tiếp với AI, để viết ra một cái gì đó, để sáng tạo vẽ ra một cái gì đó, hay là để làm ra một bài hát hay bất cứ cái gì mà mình muốn làm. Xong hãy đăng lên cái group học tập trung của chúng ta, và mỗi người hãy tự đo xem là chừng nào thì mình có 30 ngày liên tục được dùng AI, thì lúc đó mọi người bắt đầu gọi là qua được cái lớp vỡ lòng về AI. Nhưng mà nói cách khác là chúng ta bắt đầu làm chủ của nó, chúng ta bắt đầu hình thành cái tư duy AI first. AI sẽ thành cái công cụ đầu tiên hỗ trợ cho mình trong cuộc sống và trong công việc. Và từ đó thì các thầy cô bắt đầu có thể tái lập những cái nhóm học tập này dành cho các bạn học sinh viên, dành cho học sinh của mình, dành cho tất cả những người đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai mà mình muốn chia sẻ về trí tuệ nhân tạo. Và chúng tôi thì sẽ giúp các thầy các cô là có một cái công cụ để đo đếm. Chúng ta sẽ cùng với nhau đo ở trên này. Hàng tuần ra một cái bảng xếp hạng xem ai là người tích cực nhất, ai là người chưa tham gia, mỗi người được bao nhiêu like, bao nhiêu bình luận vân vân, tính thành điểm và ra những cái bảng xếp hạng học tập, thì mỗi người tự đo đếm được cái quá trình học tập của mình và có thể là cùng học với mọi người. Thì hy vọng là sau một tháng nữa tất cả chúng ta đây sẽ đều gọi là công nghiệp vỡ lòng, công nghiệp về AI. Thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi với nhau sâu hơn về việc là dùng các cái mô hình tư duy để cùng cộng hưởng với trí tuệ nhân tạo, và thậm chí là dùng dữ liệu để làm việc với AI. Và mọi người sẽ có thể trở thành những cái chuyên gia gọi là tiên phong ở Việt Nam trong việc dùng trí tuệ nhân tạo để phát triển nghề nghiệp của mình, và quan trọng nhất là ứng dụng của nó trong việc giảng dạy để giúp cho chính các em sinh viên có thể phát triển. Không, nguyên tắc rồi đấy. Rất là cảm ơn các thầy cô đã. Không, nguyên tắc rồi đấy. Có các câu hỏi nào thì lát nữa sẽ có cái phần trao đổi, xin mời mọi người đặt thật nhiều câu hỏi. Người nào chút nhá. Thank you.